Thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí, trước khi bước vào chương trình hội nghị, thay mặt ban tổ chức, tôi xin phép được hướng dẫn các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí cách truy cập lấy tài liệu và điểm danh. Tôi có gửi cho các đơn vị vào chiều hôm qua, các đơn vị nào chưa thực hiện thì làm theo hướng dẫn như sau. Các đồng chí quét mã QR code đang hiện trên màn hình livestream. Để có thể quét mã QR code, các đồng chí có thể dùng app QR scanner Zalo trên điện thoại di động hoặc sử dụng chế độ camera đối với các điện thoại iPhone. Sau khi quét mã QR code và kết nối với chatbot Nosa, các đồng chí chọn nút bắt đầu và nhập từ khóa ThorCorp sẽ nhận được tin nhắn mời đăng ký tham gia chương trình. Các đồng chí nhấn nút đăng ký, sau đó chatbot sẽ mở một form đăng ký với đầy đủ các thông tin. Các đồng chí cần điền đầy đủ các thông tin cá nhân và nhấn nút hoàn thành. Sau đó chatbot sẽ gửi tin nhắn xác nhận và đăng ký thành công tới các đồng chí. Các đồng chí tiếp tục nhấn nút tài liệu để nhận toàn bộ tài liệu của chương trình hội nghị. Sau đây, ban tổ chức sẽ trình chiếu video có hướng dẫn điểm danh và nhận tài liệu. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành lập mạng lưới thanh niên xung kích phòng chống thiên tai là nơi để các cán bộ đoàn toàn quốc, đoàn viên, thanh niên, đội viên, thanh niên xung kích phòng chống thiên tai cấp xã có thể trao đổi, chia sẻ các thông tin, hoạt động về phòng chống thiên tai trên địa bàn đơn vị mình. Ban tổ chức sẽ gửi đường link mạng lưới thanh niên xung kích phòng chống thiên tai qua fanpage Thanh niên nông thôn và nhóm ban phong trào toàn quốc. Ban tổ chức trân trọng đề nghị các tỉnh, thành đoàn mời các cán bộ đoàn chủ chốt các cấp, các đội thanh niên tình nguyện xung kích phòng chống thiên tai tham gia. Trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí, sắp tới giờ chương trình hội nghị tập huấn kiến thức cho cán bộ đoàn chủ chốt các cấp, các đội thanh niên tình nguyện xung kích phòng chống thiên tai năm 2022. Ban tổ chức xin chiếu video tổng quan tình hình thiên tai năm 2022. Diễn biến bất thường, khốc liệt với khoảng 380 trận thiên tai khiến 16.000 người chết, thiệt hại về kinh tế trên 343 tỷ đô la Mỹ. Trong đó phải kể đến đợt mưa lũ lịch sử tần suất 1.000 năm tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc làm 352 người chết và mất tích, gây thiệt hại 17 tỷ đô la. Lũ quét, sạt lở đất tại Nhật Bản. Siêu bão Rai đổ bộ vào Philippines làm 431 người chết, mất tích, ảnh hưởng đến gần 4,5 triệu người và sau đó tiếp tục đổ bộ vào Biển Đông. Động đất nghiêm trọng 7,2 độ Richter tại Haiti. Tác động kép do thiên tai và sự bùng phát trở lại của dịch bệnh COVID-19 làm rất nhiều người thiệt mạng đã ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều mặt của kinh tế xã hội trên phạm vi toàn cầu. Tại Việt Nam, bước sang năm 2021, vẫn còn đó những tổn thất nặng nề chưa thể khắc phục bởi đợt thiên tai dồn dập khốc liệt cuối năm 2020 trên dải đất miền Trung. Cùng với những diễn biến phức tạp của thiên tai, dịch bệnh đã đặt ra nhiều thách thức mới cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Trong năm đã xảy ra 18 trên 22 loại hình thiên tai, trong đó có 9 cơn bão và 3 áp thấp nhiệt đới, 326 trận dông, lốc, mưa lớn, 170 trận lũ, lũ quét, sạt lở đất, 139 trận động đất, 403 điểm trên tổng số 572 km sạt lở đặc biệt nguy hiểm, nhất là ở khu vực ven biển miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dù trong năm, bão lớn đã không trực tiếp đổ bộ vào đất liền nước ta, song một số cơn bão trên Biển Đông có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng lớn và diễn biến hết sức phức tạp, trái quy luật, đòi hỏi sự tập trung của công tác chỉ đạo điều hành. Trong đó phải kể đến cơn bão số 9, Rai, được đánh giá là mạnh nhất trong 40 năm qua, với hướng di chuyển phức tạp, khó lường, gây tác động rộng tại các khu vực có nhiều tàu thuyền. Ban chỉ đạo đã xây dựng 3 phương án cụ thể ứng với các kịch bản khác nhau để chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tàu thuyền trên biển. Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, mưa lũ tiếp tục diễn biến bất thường, dồn dập từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 12, với liên tiếp 6 đợt mưa lớn. Đặc biệt, đợt từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 gây lũ gần mức lịch sử,
tương đương với năm 2017 trên các sông Bình Định, Phú Yên, gây ngập lụt trên diện rộng, sạt lở ở nhiều nơi. Mưa lớn dồn dập, tập trung trong thời gian ngắn làm lũ lên rất nhanh, lên 3,02m chỉ trong vòng 18 giờ tại trạm Phú Lâm trên sông Ba, tỉnh Phú Yên. Nên mặc dù đã được cảnh báo, nhưng nhiều nơi người dân không kịp trở tay, gây ra thiệt hại nặng nề. Với một năm thiên tai nhiều diễn biến bất thường, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã triển khai quyết liệt, đồng bộ ngay từ đầu năm, nỗ lực vượt khó, điều hành linh hoạt. Bên cạnh đó, sự phối hợp chủ động của các bộ ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ đã tích cực triển khai có hiệu quả các hoạt động phòng chống thiên tai trong phạm vi quản lý, góp phần nâng cao hiệu lực phối hợp liên ngành trong phòng chống thiên tai. Đồng thời tổ chức theo sát diễn biến thiên tai, phân tích, dự tính tình hình để tham mưu kịp thời cho Thủ tướng Chính phủ ban hành 12 công điện, văn bản chỉ đạo. Cơ quan phòng chống thiên tai và Ủy ban đã ban hành 150 công điện và văn bản chỉ đạo ứng phó kịp thời và sát thực tế các tình huống thiên tai. Thống kê của Ban Chỉ đạo năm 2021, thiên tai đã làm 108 người chết, mất tích, 95 người bị thương, thiệt hại về kinh tế trên 5.200 tỷ đồng. Là năm đạt kỷ lục về việc giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra, thiệt hại về người và tài sản thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Năm 2021 là năm chuyển giao nhiệm kỳ sau Đại hội Đảng. Ngay sau đó, Chính phủ, các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân các cấp đã khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, nhanh chóng đi vào hoạt động. Nhiều địa phương đã chủ động thành lập văn phòng thường trực chuyên trách cấp tỉnh như Lào Cai, Hà Giang, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bà Rịa Vũng Tàu để nâng cao năng lực tham mưu công tác phòng chống thiên tai tại địa phương và đã triển khai rất tốt các hoạt động. Việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là một trong những điểm sáng nổi bật trong năm 2021. Chỉ trong một năm, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được đặc biệt quan tâm hoàn thiện với việc xây dựng và ban hành 5 nghị định, 2 quyết định, 3 thông tư hướng dẫn thi hành luật và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong thực tế, như cụ thể hóa một số quy định trong công tác phòng chống thiên tai để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả sau thiên tai, ban hành chế độ, chính sách đối với lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. Hiện nay, đã có 95% xã trên cả nước tổ chức lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cơ sở. Đây là lực lượng nòng cốt để thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ ở một tầm cao mới. Ban hành các quy định cụ thể về quỹ phòng chống thiên tai, tiếp nhận và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai để huy động nguồn lực trong nước và quốc tế, cũng như quy định bài bản hơn trong việc tổ chức cứu trợ, hỗ trợ. Đặc biệt, 2021 là năm đầu tiên Ban Chỉ đạo triển khai việc thực hiện đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh thông qua Bộ Chỉ số đánh giá phòng chống thiên tai trên phạm vi toàn quốc. Kết quả đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh theo Bộ Chỉ số năm 2021 sẽ tìm ra điểm mạnh, điểm yếu cần khắc phục của các địa phương, là công cụ giúp lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Ban Chỉ đạo và các cơ quan quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai đưa ra các chính sách phù hợp trong công tác điều hành thời gian tới. Việc đánh giá năng lực phòng chống thiên tai qua Bộ Chỉ số đánh giá đã tạo động lực thúc đẩy và hình thành nên một phong trào thi đua giữa các địa phương trong việc triển khai công tác phòng chống thiên tai một cách toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Cùng với đó, Chiến lược Quốc gia phòng chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng đã được Thủ tướng ban hành. Ban Chỉ đạo, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã tập trung tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ để điều hành ứng phó các tình huống thiên tai theo hướng chặt chẽ, sâu sát, quyết liệt, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người. Công tác tìm kiếm cứu nạn được tập trung chỉ đạo, chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch quốc gia ứng phó thảm họa động đất, sóng thần, quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, triển khai thực hiện đề án phát triển, nâng cao năng lực ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Trong năm, Ban Chỉ đạo, Ủy ban đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng và chính quyền địa phương các tỉnh kêu gọi, thông báo cho 453.847 phương tiện, với 2.108.127 người đang hoạt động trên biển, nắm được thông tin của áp thấp nhiệt đới, bão để di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm neo đậu tránh trú an toàn. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ ứng trực tìm kiếm cứu nạn 24/24 giờ để kịp thời xử lý các tình huống thiên tai. Riêng trong năm 2021, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho lãnh đạo điều động 68.480 lượt người và 5.539 lượt phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn 1.694 vụ,
cứu được 2.287 người và 174 phương tiện. Đặc biệt, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã chỉ đạo huy động tối đa các lực lượng, nhiều phương tiện hiện đại, trong đó có cả máy bay trực thăng để tìm kiếm và hỗ trợ các nạn nhân trong vụ chìm cano ở biển Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam. Tổ chức tìm kiếm và cứu được nhiều thuyền viên trên tàu Vân Đồn ACE gặp nạn cách vùng biển Đông Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 160 hải lý. Phối hợp với chính quyền địa phương sơ tán, di dời nhân dân, cứu trợ khẩn cấp, lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm đảm bảo đời sống cho người dân vùng ngập lũ, không để dân đói, rét, kịp thời thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình bị thiệt hại mưa lũ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Các bộ, ngành, nhất là nông nghiệp, lực lượng quân đội, công an, khí tượng thủy văn, giao thông vận tải và các địa phương đã vào cuộc quyết liệt, bám sát, chỉ huy trực tiếp tại địa bàn, các khu vực trọng điểm, xung yếu, đảm bảo an toàn tính mạng người dân. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đã tích cực tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư công giai đoạn 2021-2025 cho công tác phòng chống thiên tai, xây dựng và triển khai các chương trình đề án đặc biệt là chương trình tổng thể phòng chống thiên tai quốc gia và quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi quốc gia. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động kịp thời cung cấp các bản tin cảnh báo, dự báo sát với diễn biến thực tế, phục vụ tốt công tác chỉ huy, chỉ đạo phòng chống thiên tai của Ban chỉ đạo và các bộ, ngành, địa phương. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã tổ chức diễn tập ứng phó thiên tai quy mô cấp bộ và khu vực, triển khai kịp thời lực lượng hỗ trợ người dân, tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và tham gia khắc phục hậu quả thiên tai. Bộ Công an đã linh hoạt điều phối, đảm bảo an ninh trật tự ở những khu vực thiên tai xảy ra, kết hợp với Bộ Giao thông Vận tải, phân luồng và đảm bảo an toàn giao thông trong mọi tình huống. Bộ Công Thương thường xuyên chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện, kịp thời sửa chữa các công trình bị hư hỏng, đảm bảo không để xảy ra các sự cố lớn trong mùa mưa bão. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị nắm chắc tình hình theo từng loại hình giao thông để phối hợp xử lý trong mùa mưa bão, chú trọng công tác huấn luyện, tìm kiếm cứu nạn trên biển. Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều động kịp thời các tàu xa, thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn 540 ngư dân, trong đó có 52 thuyền viên nước ngoài gặp sự cố trên biển. Các bộ theo chức năng nhiệm vụ cũng đã rất tích cực triển khai có hiệu quả các hoạt động phòng chống thiên tai trong phạm vi quản lý và phân công của Ban chỉ đạo. Trong bối cảnh mới, Chính phủ, Ban chỉ đạo, Ủy ban Quốc gia đã có nhiều đổi mới trong các cuộc họp chỉ đạo điều hành để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trước diễn biến khó lường của dịch bệnh. Nhiều cuộc họp trực tuyến được triển khai, trong đó đặc biệt đạt hiệu quả cao trong hướng dẫn công tác phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đến cấp tỉnh, huyện, xã. Trước các đợt mưa bão lớn, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã phân tích tình hình, chỉ đạo xây dựng các kịch bản ứng phó, tổ chức theo dõi, tính toán và tham mưu vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng và 10 lưu vực khu vực miền Trung, Tây Nguyên, góp phần điều tiết nước cắt lũ cho hạ du, giảm thiểu thiệt hại. Năm 2021, công tác thông tin truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng tiếp tục phát huy hiệu quả. Chính phủ đã phê duyệt đề án cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, ban hành bộ tài liệu đồ sộ với gần 20 cuốn sách, sổ tay, sách hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí xây dựng phát sóng và đăng tải hàng loạt chương trình, bài báo, tin tức để thông tin kịp thời tình hình thiên tai cũng như chỉ đạo ứng phó đến người dân. Thống kê ước tính có gần 90.000 tin bài báo chí từ trung ương đến địa phương trong năm 2021 được đăng tải, hơn 150 triệu tin nhắn cảnh báo được người dân trong các tình huống thiên tai khẩn cấp, tổ chức nhiều cuộc thi sáng tạo, thu hút sự tham gia đông đảo của cộng đồng. Hợp tác quốc tế trong khuôn khổ các thỏa thuận vẫn được đảm bảo triển khai thường xuyên, cùng nhau hợp tác, nỗ lực để vượt qua thách thức kép. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã trực tiếp chỉ đạo tại hội nghị, cùng với sự tham gia của nhiều lãnh đạo ASEAN, lãnh đạo Văn phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc về giảm nhẹ rủi ro thiên tai, Trung tâm Điều phối khu vực ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong thiên tai AHA để cùng trao đổi phối hợp thực hiện các giải pháp. Tình hình dịch bệnh đặt ra nhiều thách thức lớn cho công tác phòng chống thiên tai, trong khi đó còn có những tồn tại chưa được khắc phục như công tác đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai triển khai còn chậm và thiếu kinh phí đầu tư, mặc dù đã đủ cơ sở pháp lý để thực hiện. Thông tin trong điều tiết, vận hành hồ chứa còn nhiều bất cập, dẫn đến tình trạng bị động.
một số đơn vị còn chủ quan, chưa thực sự chủ động trong các khâu chuẩn bị, phòng ngừa, ứng phó thiên tai. Một số nhiệm vụ tiến độ triển khai còn chậm do nhiều yếu tố khách quan như xây dựng trung tâm chỉ đạo điều hành quốc gia. Những năm qua, bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của lãnh đạo ban chỉ đạo, lãnh đạo ủy ban, sự phối hợp của các bộ, ban ngành và chủ động của địa phương đã xây dựng và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thiên tai với nhiều điểm sáng ở tất cả các lĩnh vực. Đây là một sự thay đổi toàn diện, bài bản, hướng tới sự chuyên nghiệp của lực lượng phòng chống thiên tai, góp phần xây dựng xã hội phát triển bền vững. Thiên tai năm 2022 ngay từ đầu năm đã có nhiều diễn biến cực đoan, đặc biệt là đợt dông lốc và mưa lũ lớn trái mùa tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cuối tháng 3, đầu tháng 4. Nhiều hồ chứa dù trong mùa khô nhưng đầy nước một cách bất thường cũng là một điểm đáng chú ý, nên trọng trách bảo vệ tính mạng và tài sản người dân sẽ còn đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách. Với những kết quả tích cực trong năm 2021, sẽ là nền tảng và nguồn động lực lớn để cơ quan phòng chống thiên tai tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp, trong đó chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã được đề ra trong năm 2022, nhằm góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, từng bước xây dựng quốc gia có khả năng quản lý rủi ro thiên tai, cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai, tạo điều kiện phát triển bền vững kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng. Vị đại biểu, thưa các đồng chí, trước khi bước vào chương trình hội nghị, thì các đơn vị nào chưa thực hiện quét mã QR và điểm danh và lấy tài liệu thì xin mời quét mã QR. Tôi có gửi cho các đơn vị chiều hôm qua và từ lúc 7:30 là cũng mọi người đã bắt đầu điểm danh và đăng ký rồi. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí, hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai, nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của cán bộ đoàn, chủ chốt các cấp, các đội thanh niên tình nguyện xung kích phòng chống thiên tai trong việc chủ động tuyên truyền, chủ động công tác chuẩn bị tham gia phòng chống trước, trong và sau thiên tai năm 2022, nhằm cung cấp và cập nhật những kiến thức, kỹ năng và phương pháp phòng chống thiên tai, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức cho cán bộ đoàn, chủ chốt các cấp, các đội thanh niên tình nguyện xung kích phòng chống thiên tai năm 2022 tham dự tại điểm cầu Hà Nội. Tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn. Đồng chí Vũ Minh Thảo, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn. Báo cáo viên đến từ Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Hoàng,
Cục ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng chí Dương Đức Mỹ, chuyên gia phòng chống thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tham dự hội nghị tập huấn ngày hôm nay còn có sự tham gia của các thường trực các tỉnh, thành đoàn, cán bộ đoàn các cấp phụ trách công tác phòng chống thiên tai tại các cụm, các đội viên thanh niên xung kích phòng chống thiên tai thông qua hệ thống livestream trên fanpage Thanh niên nông thôn. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các đồng chí, trước những diễn biến thiên tai khó lường trong thời gian gần đây và trong thời gian tới, công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trở nên quan trọng và vô cùng cấp thiết. Mục tiêu của hội nghị tập huấn trực tuyến ngày hôm nay là 1. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ đoàn các cấp, đoàn viên, thanh niên trong công tác giữ gìn và bảo vệ môi trường, chủ động trong công tác phòng ngừa và ứng phó với thiên tai, trang bị cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, đội thanh niên xung kích những kiến thức cơ bản trong công tác phòng chống thiên tai, những kỹ năng xử lý linh hoạt với các tình huống trước, trong và sau thiên tai. 3. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động và nhân rộng các mô hình thanh niên tình nguyện xung kích phòng chống thiên tai, góp phần đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tại địa phương. 4. Trao đổi, giới thiệu về các mô hình hay, cách làm hiệu quả của các địa phương trong quá trình ứng phó với thiên tai và các hoạt động bảo vệ môi trường. Với mục tiêu đó, chúng tôi mời các chuyên gia của Tổng cục Phòng chống thiên tai, Cục ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến chia sẻ với các bạn, cán bộ đoàn toàn quốc, đoàn viên, thanh niên, đội thanh niên xung kích toàn quốc với các chuyên đề. Chuyên đề 1, giới thiệu tổng quan về thiên tai và các thiệt hại do thiên tai gây ra tại Việt Nam. Chuyên đề 2, mô hình tổ chức các hoạt động của đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. Chuyên đề 3, công tác phổ biến tuyên truyền phòng chống thiên tai. Chuyên đề 4, hướng dẫn hộ gia đình phòng chống thiên tai. Hội nghị ngày hôm nay sẽ diễn ra trong một ngày. Chuyên đề 1 và chuyên đề 2 từ 8 giờ đến 11 giờ sáng. Chuyên đề 3 và chuyên đề 4 từ 14 giờ đến 16 giờ chiều. Thì thông qua hội nghị tập huấn với các kiến thức, kỹ năng cung cấp, ban tổ chức mong muốn các bạn đoàn viên, thanh niên, đội viên, thanh niên xung kích toàn quốc sẽ trau dồi được những kiến thức và kỹ năng cơ bản về công tác ứng phó với thiên tai, bão lũ, hạn hán. Để các bạn sẽ là những thành viên tinh nhuệ, xung kích và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai, bão lũ, hạn hán có thể xảy ra tại địa phương mình. Để thường xuyên kết nối thông tin, nắm bắt định hướng cho cán bộ đoàn chủ chốt các cấp, các đội thanh niên tình nguyện xung kích phòng chống thiên tai cấp xã, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành lập mạng lưới thanh niên xung kích phòng chống thiên tai các cấp trên mạng xã hội Facebook. Thì kết thúc hội nghị, ban tổ chức hôm nay sẽ có bài kiểm tra cho các cán bộ đoàn chủ chốt các cấp, các đội thanh niên tình nguyện xung kích phòng chống thiên tai. Và sau đây hội nghị sẽ bắt đầu với chuyên đề số 1. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các đồng chí, nhằm cung cấp và cập nhật kiến thức, kỹ năng và phương pháp phòng chống thiên tai năm 2022, sau đây ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Vũ Hoàng, Cục ứng phó và khắc hậu phục hậu quả thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lên trao đổi chuyên đề giới thiệu tổng quan về thiên tai và các thiệt hại do thiên tai gây ra tại Việt Nam. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa hội nghị, trước tiên tôi xin phép được giới thiệu, tôi tên là Vũ Hoàng, tôi đến từ phòng điều hành ứng phó của Cục ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai. Tôi rất vinh dự hôm nay được có mặt ở tại hội nghị và giới thiệu đến các bạn một cái chuyên đề về cái tổng quan về tình hình thiên tai và cái công tác phòng chống thiên tai ở Việt Nam. Thì cái nội dung của cái bài tham luận của tôi thì bao gồm có 4 phần. Thứ nhất là tổng quan về thiên tai, thứ hai là về công tác phòng chống thiên tai, bao gồm có 3 phần là thực trạng, kết quả, các nguy cơ, thách thức, nhiệm vụ và giải pháp. Sau đây tôi xin phép giới thiệu về tổng quan về thiên tai. Thứ nhất là thiên tai là gì? Thiên tai đó là hiện tượng tự nhiên bất thường có thể gây thiệt hại về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế xã hội. Thứ hai là rủi ro thiên tai. Rủi ro thiên tai thì có rất nhiều cái định nghĩa và đây là một cái định nghĩa mà bên tôi thường xuyên sử dụng, là rủi ro thiên tai đó là cái thiệt hại mà thiên tai có thể gây ra về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và hoạt động kinh tế xã hội.
cái rủi ro thiên tai nó là một cái hàm của ba cái yếu tố. Thứ nhất là cường độ thiên tai, phạm vi ảnh hưởng và khả năng gây thiệt hại. Tại cái quyết định 18 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ thì có quy định về cấp độ rủi ro thiên tai. Thì ở đây chúng tôi đã tổng hợp lại tất cả là gồm 22 loại thiên tai và có 5 cấp độ rủi ro thiên tai. Thì như cái bảng này thì các bạn có thể nhìn thấy rằng là có một số loại thiên tai như là sương mù, lốc sét, mưa đá thì chỉ có cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 2 thôi. Thì đối với cả cấp độ rủi ro thiên tai này nó sẽ quy định cái cấp độ của cái bộ phận của những người có trách nhiệm xử lý. Ví dụ như cấp 1, cấp 2 là đối trách nhiệm thuộc về ban chỉ huy của tỉnh. Còn đối với cả từ cấp 3 trở lên thì sẽ là ban chỉ đạo. Tiếp theo là phòng chống thiên tai sẽ là một cái quá trình mang tính hệ thống và có bao gồm 3 giai đoạn. Thì đối với cả Việt Nam của mình thì là cái chu trình phòng chống thiên tai nó chia thành 3 giai đoạn là phòng ngừa, ứng phó, khắc phục. Còn đối với cả một số các nước trên thế giới thì họ sẽ dùng chu trình là bao gồm 4 bước. Đấy là phòng ngừa, ứng phó, tái thiết, phục hồi và tái thiết. Đối tượng dễ bị tổn thương là gì? Đấy là cái nhóm người mà có đặc điểm hoàn cảnh khiến họ có khả năng phải chịu nhiều tác động bất lợi hơn từ thiên tai so với nhóm người khác trong cộng đồng và cơ sở hạ tầng nhà ở. Ở đây thì là theo quy định tại luật 60, luật phòng chống thiên tai thì quy định chi tiết cho 22 loại thiên tai. Thì đây là một số cái hình ảnh sơ họa cho 22 loại thiên tai này. Tiếp theo là cách định nghĩa về bão. Bão là gì? Bão là cái xoáy thuận nhiệt đới có sức gió từ cấp 8 trở lên và có thể có gió giật. Các cái bão mạnh thì quy định là từ cấp 10 đến cấp 11. Bão rất mạnh là từ cấp 12 đến cấp 15. Siêu bão từ cấp 16 trở lên. Ở đây tôi đưa ra một số nguyên nhân gây ra bão. Khi mà nhiệt độ cao sẽ làm cho hơi nước bốc lên mạnh và bị đẩy lên cao. Tại khu vực đó có một tâm áp thấp hình thành. Nguyên nhân thứ hai đó là cái gì? Là chênh lệch khí áp không khí ở khu vực lân cận sẽ tràn vào. Tại tâm bão, không khí chuyển lên từ trên xuống xung quanh tâm bão, không khí bốc mạnh lên cao, ngưng tụ thành một bức tường mây dày đặc, tạo thành những cơn mưa rất lớn và gió xoáy rất mạnh. Thì cấu tạo của bão bao gồm một số thành phần như sau, là mắt bão. Đây là mắt bão đấy. Thứ hai là thành phần thành mắt bão. Thứ ba là giải mây và thứ tư là lớp mây dày đặc ở phía trên. Lũ là gì? Lũ là cái hiện tượng mà mực nước sông dâng lên cao trong khoảng thời gian nhất định, sau đó xuống. Và đồng thời là cái cột nước này nó sẽ có cái vận tốc tương đối mạnh. Cấu tạo trận lũ là bao gồm có mực nước, lưu lượng, chân lũ, đỉnh lũ, thời gian lũ và biên độ lũ. Thì một số nguyên nhân gây ra lũ như là mưa lớn kéo dài, các công trình xây dựng ngăn cản dòng chảy tự nhiên như là đường giao thông, hệ thống thủy lợi. Việc đô thị hóa nhanh làm giảm sức hút nước của đất và hệ thống thoát nước không được quy hoạch tốt. Lũ cũng thể xảy ra khi mà đê sông hay là vỡ đập. Thảm phủ từ rừng bị suy giảm mạnh, đê biển bị vỡ hoặc nước biển dâng trong bão gây ra lũ từ phía biển và một số tác động khác. Đây là loại hình thiên tai lũ quét. Thì lũ quét là gì? Lũ quét là lũ mà xảy ra bất ngờ trên các lưu vực sông suối nhỏ ở miền núi, dòng chảy xiết, thường kèm theo bùn đá, lũ lên nhanh, xuống nhanh, có sức tàn phá lớn. Một số nguyên nhân chính gây ra lũ quét như là mưa lớn với cường độ cao, lưu vực mà có sườn núi dốc, địa hình bị chia cắt và lớp phủ thực vật bị tàn phá nghiêm trọng. Đặc điểm chính của lũ quét là lũ quét thường có tỷ lệ vật chất rắn rất là lớn, tức là khi mà xảy ra lũ là có thể trong cái dòng lũ đấy có thể có các cái đất đá rồi cây cối rất là nguy hiểm. Lũ quét có sức tàn phá rất lớn, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Ở đây là các bạn có thể xem qua một số cái hình ảnh do lũ quét gây ra. Sạt lở đất là hiện tượng mà đất bị sạt trượt do tác động của mưa lũ hoặc dòng chảy. Nguyên nhân gây sạt lở đất như là chấn động tự nhiên, làm mất sự liên kết của đất đá, sự suy giảm của rừng phòng hộ, rồi là do cái địa hình đồi núi cao dốc lớn, xây dựng công trình thiếu nghiên cứu và các yếu tố địa chất, rồi là nguyên nhân do mưa lớn, đặc biệt là mưa lớn sau thời gian khô hạn. Đặc điểm chính của sạt lở đất là thường xuất hiện sau nhiều ngày mưa.
xuất hiện sau cái vết nứt trên tường nhà, sườn đồi và âm thanh lạ trong lòng đất. Ở đây tôi giới thiệu một số cái hình ảnh sạt lở đất ở cái số suối Khanh, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Lốc là hiện tượng gió xoáy cực mạnh xảy ra trong phạm vi nhỏ, hàng chục tới hàng trăm mét và tồn tại trong một thời gian ngắn. Nguyên nhân chủ yếu từ cái yếu tố sau: do nhiễu động mạnh của không khí hình thành từ rìa của các cơn bão khi mây đối lưu phát triển mạnh. Đặc điểm chính của lốc là lốc xoáy thường xảy ra vào mùa hè và thường xuất hiện trong những ngày nắng nóng khi mà có mây dông xuất hiện. Một số cái nguyên nhân làm gia tăng rủi ro thiên tai: thứ nhất là gia tăng nhiệt độ băng tan, thứ hai là hoạt động của núi lửa, rồi là tiếp theo là nguyên nhân do con người, phát triển công nghiệp, cơ sở hạ tầng thiếu bền vững, các thảm phủ rừng bị suy giảm mạnh, khai thác tài nguyên không theo quy hoạch. Sau đây là một số cái tình hình về thiên tai trên thế giới. Thì hiện nay trên thế giới thiên tai đang là mối lo ngại lớn nhất của nhân loại. Trên thế giới trong 20 năm qua thì mỗi năm đã làm cho khoảng 10.000 người chết mất tích, thiệt hại từ 0,1 đến 0,2 GDP toàn cầu, tức là cỡ độ khoảng 150 cho đến 200 tỷ USD trên năm. Và sau đây tôi xin giới thiệu một số các cái trận thiên tai điển hình ở trên thế giới. Thứ nhất là trận siêu bão Katrina, thì vận tốc gió tối đa của cơn bão này đạt tới đến 280 km/h và đã có ít nhất là 1.833 người thiệt mạng. Và cái cơn bão Katrina này là cơn bão chết chóc nhất ở tại nước Mỹ và đã gây ra là 850.000 nhà cửa thiệt hại, gây ước tính thiệt hại vật chất lên tới 165 tỷ USD. Thứ hai là cơn bão Haiyan. Cơn bão này đổ bộ vào Philippines và cái tên gọi ở tại Philippines của nó là cơn bão Yolanda. Bão này xảy ra vào năm 2013. Thì cái cơn bão này đã làm cho khoảng 7.800 người thiệt mạng và gần 600.000 nhà sập. Còn tại Việt Nam thì cũng đã, cơn bão Haiyan này cũng đã làm cho khoảng 20 người chết và 8 người bị thương. Và rất may là cơn bão Hải Yến này là chạy song song cả bờ biển Việt Nam mình thôi, chứ không tấn công trực diện vào đất liền của mình. Trận mưa lũ tại Trung Quốc vào tháng 6 đến tháng 8 năm 2020, thì tại thời điểm này thì là Trung Quốc đã xảy ra Covid, và khi đấy là trong cái bối cảnh bị thiệt hại kép là vừa có thiên tai vừa có dịch bệnh. Thì trận mưa lớn trên diện rộng ở tại 751 con sông, trong đó có 53 con sông đã vượt mức lịch sử, ảnh hưởng đến 70 triệu người, và trong đó là 4,7 triệu người đã phải di dời, trên 271 người chết và 54.000 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 35 tỷ USD. Một cơn mưa lũ ở tại Trung Quốc vào năm 31 cũng không kém gì cái cơn mưa lũ của năm 2020. Đấy là đã nhấn chìm hạ lưu cả hai con sông Hoàng Hà và Dương Tử, ước tính là khoảng 52 triệu người bị ảnh hưởng. Ngập lụt tại Thái Lan vào năm 2011 thì đã làm cho khoảng 747 người chết, ảnh hưởng đến 4,2 triệu người, xảy ra ngập lụt trên diện rộng, phạm vi là 73 huyện, toàn bộ 7 khu công nghiệp lớn. Đây được mô tả là trận lũ tồi tệ nhất về cái lượng nước và số người dân chịu ảnh hưởng, tổng thiệt hại là khoảng 45 tỷ USD. Rồi là trận sạt lở đất ở tại Hiroshima, Nhật Bản, xảy ra vào tháng 8 năm 2014, đã làm 77 người chết và khoảng 400 ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Đây là một số cái hình ảnh nhìn trông rất là kinh khủng. Và sau 5 năm thì chính phủ Nhật Bản đã tổ chức tái thiết. Các bạn có thể nhìn hai hình ảnh. Một hình ảnh xảy ra sạt lở đất ở tại thành phố Hiroshima, và một hình ảnh bên cạnh đấy là sau khi 5 năm chính phủ đã tái thiết lại. Về động đất sóng thần thì tại Nhật Bản năm 2011 đã xảy ra trận động đất mạnh đến 9 độ Richter và sóng thần cao đến sắp xỉ 17 mét, đã làm cho gần 20.000 người chết và 2.500 người mất tích. Đây là trận siêu động đất mạnh nhất xảy ra tại Nhật Bản. Đặc biệt động đất đã gây ra sóng thần và có sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị nổ vào ngày 14 tháng 3 năm 2011. Và động đất sóng thần đã gây ra sập hoàn toàn hơn 122.000 nhà, hư hại được khoảng 1 triệu nhà, tổng thiệt hại ước tính lên đến 155 tỷ USD.
Về thiên tai cháy rừng thì tại Australia, cháy rừng đã kéo dài từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020, tức là kéo dài hơn 9 tháng. Và đã làm thiệt hại là 18 triệu hecta rừng. Trong đó có ít nhất 34 người chết và hơn 3.500 nhà bị cháy. 480 triệu con vật bị chết. Tổng thiệt hại ước tính lên đến 103 tỷ USD. Về bão tuyết thì ở Texas ở Mỹ, tháng 2 năm 2021, nhiệt độ xuống thấp nhất là âm 35 độ C đã làm cho 70 người chết, gây ra tình trạng là mất điện trên diện rộng và 4,3 triệu người không có điện sử dụng. Tổng thống Mỹ đã phải ban bố tình trạng thảm họa nghiêm trọng ở tại bang Texas, tổng thiệt hại ước tính 18 tỷ USD. Tiếp đến là phần về cái tình hình thiên tai ở tại Việt Nam. Thì đối với thiên tai thì cái đặc điểm địa hình khí hậu thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến các loại thiên tai. Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, có diện tích đất liền là 329.000 km2 với 3/4 là đồi núi cao nguyên, và đồng thời là cũng có bờ biển dài độ khoảng 3.200 km và hơn 3.000 hòn đảo. Mạng lưới sông thì dày đặc với hơn 3.500 con sông dài trên 10 km, và đặc biệt là có 13 hệ thống sông chính có diện tích lưu vực trên 3.000 km2, trong đó thì có lưu vực sông Hồng với cả sông Mekong là lớn nhất. Lưu vực sông Hồng có diện tích là khoảng 143.000 km2, lưu vực sông Mekong có diện tích là 795.000 km2. Do cái điều kiện địa hình và khí hậu như vậy, thành ra là ở Việt Nam mà có rất nhiều loại hình thiên tai và đã được luật hóa là 22 loại hình thiên tai. Tổng lượng nước mặt là 843 tỷ mét khối, trong đó thì lượng sản sinh ngoài biên giới là 520 tỷ mét khối. Lượng mưa bình quân là 2.500 mm và mưa đặc biệt lớn là khoảng 5.000 mm ở tại Bắc Quang. Còn về cái phân vùng thiên tai thì theo quyết định 379 của Thủ tướng thì là Việt Nam mình là chia ra thành ra là 7 vùng thiên tai. Đối với cả từng vùng thiên tai này thì ở đây là chính phủ đã quy định và đưa ra một số các loại thiên tai chính tác động đến từng vùng đó. Như là vùng miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ thì có các loại thiên tai điển hình như là lũ quét, sạt lở đất, sương muối, mưa lớn. Vừa là vùng đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ thì có lũ áp thấp nhiệt đới, bão lớn, ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn. Vùng đồng bằng sông Cửu Long thì có áp thấp nhiệt đới, lũ ngập lụt, chiều cường, nước biển dâng, hạn hán, xâm nhập mặn. Đặc biệt là đối với cả các cái vùng đô thị lớn tập trung thì cái hiện tượng cái loại hình thiên tai ngập úng do mưa lũ lớn và chiều cường thì đây là hình thiên tai ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cái đời sống của đô thị. Và thiên tai tại Việt Nam thì hàng năm làm thiệt hại làm chết độ khoảng 400 người, thiệt hại kinh tế độ khoảng từ 1 đến 1,5 GDP của cả nước. Tổng quan về cái tình hình thiên tai năm 2021 thì năm 2021 cả nước đã xảy ra là 18 trên 22 cái loại hình thiên tai, trong đó thì có 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, 326 trận dông lốc mưa lớn, 170 trận lũ quét, 139 trận động đất và 403 điểm sạt lở nguy hiểm. Và thiên tai đã làm cho 108 người chết và mất tích. Thì đây là con số rất là đáng mừng, đã giảm so với cả năm ngoái, năm 2020 là đến 70%. Tuy nhiên là cái phần thiệt hại, các thiệt hại về kinh tế vẫn còn khá lớn, như là 3.429 nhà sập trôi, 333.000 nhà bị hư hại, rồi là 51.000 con gia súc bị chết và 4 triệu gia cầm bị chết. Tổng cái tính thiệt hại là khoảng 5.200 tỷ. Thì cũng so với cả năm 2020 thì là cái con số thiệt hại do thiên tai đã giảm đến 87%. Tôi xin giới thiệu một số các cái trận thiên tai lớn ở tại Việt Nam mình. Thứ nhất là cơn bão Kết và xảy ra vào năm 1955. Thì đây là cơn bão có cấp độ 12, vận tốc gió lớn nhất là khoảng 250 km/h và đổ bộ vào khu Bắc Bộ, gây thiệt hại lớn nhất cho tỉnh Hải Phòng và làm cho 669 người bị chết, 1.200 người bị thương, vỡ 158 cái đoạn đê biển và 12.000 nhà bị sập cuốn trôi. Bão Linda xảy ra vào năm 1997.
đã làm cho 778 người chết, 2.000 người mất tích, gần 3.000 tàu bị chìm và 100.000 nhà bị sập đổ, thiệt hại là khoảng 7.200 tỷ. Thì các bạn có thể xem là cái thiệt hại gây ra mất mát rất lớn đối với cả bà con. Các cái quan tài để rất là nhiều đấy. Bão Chan Chu xảy ra vào năm 2006 và với cấp độ là bão cấp 12 đã làm cho 256 người mất tích, 10 người bị chết, 13 tàu bị chìm. Bão Sangse. Bão Sangse thì cơn bão này là đổ bộ vào Đà Nẵng, đã làm cho 57 người bị thiệt mạng và hơn 16.000 nhà bị sập, tổng thiệt hại khoảng 10.000 tỷ. Gần đây thì có cơn bão Đam Rây là đã đổ bộ vào tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa vào tháng 11 năm 2017, đã làm cho 107 người chết, 16 người mất tích và 3.500 nhà bị sập, 27.000 nhà tốc mái. Đặc biệt là về cái nuôi trồng thủy sản thiệt hại rất lớn, là gần 39.000 lồng bè bị hư hại, tổng thiệt hại là độ khoảng 22.000 tỷ. Bão Moleva đổ bộ vào Quảng Ngãi, tổng thiệt hại khoảng 10.000 tỷ. Tiếp đến là cái loại hình về lũ thì năm 99, khu vực miền Trung Tây Nguyên đã xảy ra một trận lũ, có thể nói đây là trận đại hồng thủy của Việt Nam mình. Và tâm điểm là đợt lũ tại tỉnh Thừa Thiên Huế, mực nước tại sông Hương cao hơn báo động 3 đến gần 3 mét, thì tổng thiệt hại ước tính độ khoảng là 4.000 tỷ. Và đặc biệt là đối với cả cái trận đại hồng thủy này thì là cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã đặt tên một ngôi làng, đây chính là cái làng Rồng của cái khu vực đập Hòa Duân bị, đây là cái làng mà dành cho cái người dân tái định cư của khu vực đập Hòa Duân bị mất nhà. Lũ năm 1971 đồng bằng sông Hồng thì cơn lũ này đã duy trì trên báo động 3 trong 12 ngày và đã có ít nhất 100.000 người thiệt mạng. Và đỉnh lũ tại Hà Nội đạt 14,13 mét, vượt báo động 3 là 2,63 mét. Đây là trận lũ lớn nhất trong 100 năm ở khu vực đồng bằng sông Hồng và là một trong 10 trận lũ tồi tệ nhất lịch sử Việt Nam. Tổng thiệt hại ước tính là khoảng 6,5 tỷ USD. Và đây là cái số liệu thiệt hại đối với cả cái thời giá, tức là cái giá tại thời điểm đấy. Lũ năm 2000 đồng bằng sông Cửu Long, lũ đã kéo dài 5 tháng từ tháng 7 đến 12 năm 2000. Đỉnh lũ cao nhất ở Tân Châu là 5 mét và trên báo động 3 là khoảng 56 cm, đã có ít nhất là 482 người thiệt mạng, tổng thiệt hại ước tính độ khoảng 3.900 tỷ. Về mưa lũ lịch sử của năm 2020 thì là về người đã làm cho 154 người bị chết, về nhà ở đã làm ngập lụt độ khoảng hơn 300.000 nhà và tổng thiệt hại là khoảng 16.000 tỷ. Về lũ quét sạt lở đất thì là cái loại hình thiên tai này thường xuyên xảy ra ở những cái tỉnh miền núi, đặc biệt là tỉnh núi phía Bắc. Và tại 4 tỉnh Sơn La, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu vào năm 2017 thì lũ quét sạt lở đất đã làm cho 42 người chết, 236 nhà sập đổ, 398 hộ phải di rời và tổng thiệt hại độ khoảng là 62 triệu USD. Thì sau trận lũ quét sạt lở đất này thì là chính phủ đã có rất nhiều các cái hoạt động để mà nhằm khắc phục cho bà con, đặc biệt là và để đảm bảo làm sao là bà con là không để xảy ra bà con trong cái tình cảnh là màn trời chiếu đất và không có nhà ở. Và năm 2019 thì là chính phủ đã có cái hỗ trợ cho mỗi hộ dân bị mất nhà sau lũ quét sạt lở đất là 100 triệu đồng. Đối với cả cái loại hình sạt lở thì sạt lở bờ sông bờ biển thì trong loại hình trên cả nước thì có khoảng là 2.358 điểm sạt lở với tổng chiều dài trên 3.000 km2, trên 3.000 km. Trong đó thì các khu vực Bắc Bộ Thanh Hóa là có 473 điểm trên 427 km. Còn các tỉnh ven biển miền Trung từ Nghệ An đến Bình Thuận là 853 điểm với tổng chiều dài là khoảng 1.200 km. Ở Tây Nguyên thì có 388 điểm sạt lở, chiều dài là khoảng 394 km. Và đồng bằng sông Cửu Long thì là có 527 điểm với chiều dài là 877 km. Thì ở đây là có một số hình ảnh về cái sạt lở, các bạn có thể xem như là sạt lở quốc lộ 91 tỉnh An Giang hay là sạt lở bờ biển An Tràng tỉnh Quảng Nam.
về là tình hình hạn hán xâm nhập mặn ở tại đồng bằng Cửu Long thì xâm nhập mặn năm 2015-16 đã làm cho 342.000 hộ thiếu nước, 216.000 hecta lúa bị thiệt hại và 96.000 hộ bị thiếu nước. Về dông lốc mưa đá thì trong ngày 1 Tết năm 2020 và có nhiều đợt dông lốc trên diện rộng thì đây là một số cái hình ảnh thiệt hại do dông lốc. Các bạn xem các cái mái rồi là các cái nhà đã bị dông lốc là làm sập đổ rồi là bay hết mái đấy. Đối với loại hình thiên tai rét hại băng giá thì từ ngày 22 đến ngày 28 năm 2016 rét hại trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ đến Nghệ An, nhiều nơi xuất hiện băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc là từ 3 đến 6 độ, ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 6 đến 8 độ, ở vùng núi cao giảm xuống dưới 0 độ và thấp nhất trong lịch sử. Các cái điểm mưa tuyết như là Mẫu Sơn, Sapa, Ba Vì, Tam Đảo, Mộc Châu, Kỳ Sơn thì rét hại băng giá đã gây thiệt hại với tổng kinh phí là khoảng 700 tỷ đồng. Trong đó các đối tượng bị thiệt hại như là lúa, hoa màu, gia súc, gia cầm và hơn 1.000 hecta nuôi cá. Sau đây tôi xin giới thiệu về cái phần thực trạng và kết quả của công tác phòng chống thiên tai. Cái kết cấu sẽ bao gồm có 6 phần. Thứ nhất là về cái phần pháp luật. Thứ hai là tổ chức bộ máy phòng chống thiên tai. Thứ ba là công tác thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức cho cộng đồng. Thứ tư là ứng dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế. Thứ năm giới thiệu một số công trình phòng chống thiên tai. Và thứ sáu là cái công tác khắc phục hậu quả, tái thiết sau thiên tai. Thì một số kết quả và thực trạng công tác phòng chống thiên tai hiện nay như sau. Đảng và Chính phủ thì đã rất là quan tâm đến công tác kiện toàn và hoàn chỉnh các cái công tác pháp luật để làm cơ sở cho các bộ ban ngành triển khai. Thì trong thời gian qua thì là một số các cái luật rồi là chỉ thị nghị định được ban hành như sau. Thứ nhất là về cái luật phòng chống thiên tai số 33 của năm 2013. Tiếp theo đấy là năm 2020 thì cái luật này được sửa đổi. Luật đê điều năm 2006 và cũng đã được sửa đổi tại luật số 60 năm 2020. Nghị định 66 hướng dẫn thi hành luật phòng chống thiên tai. Rồi là cái chỉ thị 42 của Ban Bí thư về sự tăng cường của lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa và hậu quả thiên tai. Nghị định 94 và 83 về quỹ phòng chống thiên tai. Rồi về các cái quyết định về cái công tác dự báo cảnh báo truyền tin cấp độ rủi ro thiên tai. Và đặc biệt là năm 2021 thì là Chính phủ đã ban hành cái danh mục và quy định về quản lý sử dụng vật tư phương tiện, trang thiết bị vật tư chuyên dùng trong phòng chống thiên tai. Còn đây là cái sơ đồ tổ chức trong cái công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai. Cao nhất là Chính phủ, trực tiếp là Thủ tướng Chính phủ sẽ điều hành công tác phòng chống thiên tai của cấp quốc gia và ở dưới thì là Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai. Thì trưởng ban là trực tiếp là do Phó Thủ tướng Chính phủ. Còn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp sẽ là Phó trưởng ban thường trực. Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo sẽ là Bộ Nông nghiệp. Và cái thực hiện cái nhiệm vụ văn phòng thường trực sẽ là Tổng cục phòng chống thiên tai. Đối với cả cấp địa phương thì là sẽ là thành lập các ban chỉ huy cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Ở đây tôi xin giới thiệu chi tiết về các cái thành phần ở trong của từng cái tổ chức. Ví dụ như là Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai thì ngoài lãnh đạo ban ra thì như tôi vừa giới thiệu rồi thì bây giờ là còn các ủy viên thì sẽ là lãnh đạo các bộ như là Bộ Công Thương, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Thông tin Truyền thông, Lao động, Thương binh Xã hội, Tài chính, Kế hoạch Đầu tư và tất cả là có 39 thành viên của trong ban chỉ đạo này. Chi tiết 37 thành viên đấy. Đối với ban chỉ huy cấp tỉnh tương tự. À,
Đối với cả cái sơ đồ tổ chức bộ máy phòng chống thiên tai tại địa phương thì Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ là cơ quan thường trực giao cho cơ quan trực thuộc thực hiện cái nhiệm vụ thường trực. Còn tại địa phương, văn phòng thường trực sẽ là cơ quan tham mưu cho ban chỉ huy và là đầu mối trong lĩnh vực phòng chống thiên tai. Đặc biệt là lực lượng xung kích là lực lượng mà được thành lập gần đây và nó cũng gần dân nhất, lực lượng quan trọng nhất trong cái việc ứng phó và theo phương châm 4 tại chỗ. Để công tác phòng chống thiên tai được tốt thì các bộ ngành rồi là các địa phương hay là cũng như là các doanh nghiệp hay các cơ quan để phải chuẩn bị cho mình một cái kế hoạch phòng chống thiên tai cũng như là cái phương án ứng phó thiên tai. Thì cái nguyên tắc cơ bản ở trong phòng chống thiên tai chính là cái gì, là mà phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả. Thì đối với cả kế hoạch phòng chống thiên tai thì cái kế hoạch này được quy định tại điều 15 của luật phòng chống thiên tai. Thứ nhất là kế hoạch này được xây dựng tại các cấp địa phương, các bộ, các cấp quốc gia theo chu kỳ kế hoạch 5 năm tương ứng với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và được điều chỉnh hàng năm. Đồng thời là Ủy ban dân các cấp tổ chức xây dựng phê duyệt kế hoạch phòng chống thiên tai của địa phương. Các bộ, các ban ngang bộ trong phạm vi chức năng thẩm quyền của mình thì có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai của bộ. Bộ Nông nghiệp chủ trì phối hợp với cả Bộ Quốc phòng, các bộ và các địa phương xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đối với cả phương ứng phó thiên tai thì phương án này sẽ được xây dựng ở địa phương, ở cấp bộ và các cơ quan tổ chức khác, được rà soát điều chỉnh bổ sung hàng năm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ và các cấp tổ chức xây dựng phê duyệt phương án ứng phó thiên tai phù hợp với đặc điểm thiên tai của địa phương, gửi ủy ban cấp trên để phối hợp và chỉ đạo thực hiện. Tiếp đến là cái công tác thông tin truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng. Thì cái vai trò của truyền thông là như thế nào? Thứ nhất là góp phần nâng cao nhận thức, tính sẵn sàng trong phòng chống thiên tai của toàn xã hội. Thứ hai là phổ biến tuyên truyền các bài học hay, các mô hình điển hình về phòng chống thiên tai. Thứ ba là tạo sự kết nối chặt chẽ giữa cơ quan truyền thông, cơ quan phòng chống thiên tai và các cấp, các lực lượng vũ trang và nhân dân. Thứ tư là truyền tải kịp thời thông tin diễn biến dự báo cảnh báo thiên tai đến cấp chính quyền. Thứ năm là truyền tải đầy đủ thông tin chỉ đạo điều hành của chính phủ, ban chỉ đạo đến các cấp chính quyền, bộ ngành. Thứ sáu là phản ánh tình hình thực tế thiên tai đang diễn ra tại địa phương như thế nào. Và thứ bảy là thúc đẩy hoàn thiện cơ chế chính sách trong lĩnh vực phòng chống thiên tai đáp ứng với tình hình thiên tai ngày càng cực đoan. Một số các nội dung cần truyền thông thì ở đây chúng tôi đưa ra là 9 cái nội dung. Thứ nhất là giáo dục pháp luật về phòng chống thiên tai. Thứ hai là nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua các chiến dịch, sự kiện, lễ kỷ niệm về lĩnh vực phòng chống thiên tai. Thứ ba là kiến thức về phòng tránh thiên tai vào các bài học trong nhà trường. Thứ tư là những việc mà nên làm và không nên làm theo các cái giai đoạn trước, trong và sau thiên tai theo từng vùng miền. Thứ năm là các biện pháp chủ động chuẩn bị ứng phó khi thiên tai xảy ra. Thứ sáu là các vị trí đã đặt biển cảnh báo, các vị trí nguy hiểm có nguy cơ xảy ra sạt lở, đuối nước. Thứ bảy là trách nhiệm của chính quyền trong quản lý bảo vệ đê điều phòng chống thiên tai. Thứ tám là bảo vệ công trình phòng chống thiên tai. Và thứ tí và cuối cùng là ưu tiên cứu trợ các đối tượng dễ bị tổn thương như là người già, phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật. Về công tác ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế thì hiện nay công tác khoa học công nghệ có nhiều chuyển biến mới như là theo dõi cảnh báo thiên tai, rồi là công tác giám sát tàu thuyền hoạt động trên biển qua vệ tinh, giám sát trực tuyến hình ảnh tại một số vị trí đê điều hồ đập sung yếu, đặc biệt là việc quản lý cơ sở bằng GIS và có thể sử dụng trên điện thoại thông minh, rồi là ứng dụng phát triển công nghệ mới tiên tiến trong xây các cái nhà chống bão, sản xuất đê di động, thiết bị trang chống nhà cửa thông minh, thiết bị cảnh báo sớm ở tại sông suối ngầm tràn. Và đặc biệt là hiện nay là cơ sở dữ liệu thiên tai quốc gia đã xây dựng và tích hợp cơ sở dữ liệu dùng chung và quy mô các quốc gia, các công cụ hỗ trợ ra quyết định như vận hành hồ chứa theo thời gian thực, quản lý lũ tổng hợp, ứng dụng công nghệ viễn thám, vệ tinh trong giám sát và ứng phó hồ thiên tai. Hiện nay thì ban chỉ đạo đang sử dụng hệ thống là hệ thống mình cái gì nhỉ? Hệ thống VNDMS, các bạn có thể search qua Google là hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam. Như là hình ảnh tôi đưa ở đây đấy, chính là hình ảnh thứ hai ở dưới là cơ sở dữ liệu thiên tai được tích hợp đấy. Về hợp tác quốc tế thì thứ nhất là thúc đẩy hợp tác quốc tế trong khuôn khổ các thỏa thuận Việt Nam tham gia như là khung hiệp định Sendai, hiệp định ASEAN, các diễn đàn quốc tế về thiên tai của Ủy hội sông Mekong.
Thứ hai là phối hợp chặt chẽ với cả các cái định chế tài chính và cái tổ chức đa phương, các cơ quan của Liên Hợp Quốc, thành lập và ra mắt đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Trong đợt hạn mặn năm 2020 thì các thành viên đã cứu trợ cho nhân khu vực đồng bằng sông Cửu Long hơn 1 triệu USD và hỗ trợ nhân dân khu vực thiệt hại đợt bão lũ khu vực miền Trung một số tiền cam kết gần 25 triệu. Đây là một số cái hình ảnh về công trình phòng chống thiên tai. Thì tổng quan về cái công trình phòng chống thiên tai hiện nay là thứ nhất là về hồ chứa thủy lợi. Thì hệ thống Việt Nam mình là hiện giờ có khoảng 6.336 hồ thủy lợi với tổng dung tích là hơn 50 triệu khối. 127 hồ thủy điện bậc thang, tổng dung tích là khoảng 54 tỷ khối và dung tích phòng lũ là khoảng 13,8 tỷ. Đây là cái hệ thống 11 hệ thống liên hồ chứa, bao gồm có 127 hồ. Chi tiết có từng hồ ở trên cái hệ thống hồ đó và kèm theo là các cái dung tích. Về hệ thống đê điều thì cả nước có trên 9.000 km đê với 2.700 km từ đê cấp ban cấp đặc biệt, bao gồm 976 km kè và 1.524 cống dưới đê. Trong đó là đê cấp đặc biệt là khoảng 37 km và cấp 1 là 650 km. Thì trong đó là Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ thì có 7.000 km hệ thống lớn chống lũ triệt để, gồm hệ thống đê sông Hồng, sông Thái Bình, sông Mã, sông Cả và đê biển. Và đối với cả khu vực Trung và Nam Trung Bộ thì có 1.000 km chủ yếu là đê sông, đê biển chống lũ sớm. Nam Bộ thì có 973 km chủ yếu đê biển, đê cửa sông. Ngoài ra còn có 44.000 km đê bao, bờ bao, tập trung chủ yếu ở đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó là có khoảng 40 km đê đã được phân là đê cấp 3. Đây là một số hình ảnh như là đê Hoàng Long, Linh Bình trong cái mùa lũ năm 2017. Đã phát huy rất tốt cái vai trò ngăn lũ đấy. Về hệ thống công trình cơ sở dữ liệu phòng chống thiên tai thì hiện nay là đã thiết lập được 7 trạm radar thời tiết, 180 trạm khí tượng, 1.000 trạm đo mưa, 404 trạm thủy văn, 66 khu đậu tàu thuyền lớn có sức chứa khoảng 46.000 tàu trên tổng số chiếm tức là đáp ứng được khoảng 48% tổng số tàu. Hệ thống giám sát tàu cá 26.000 tàu. Về công tác khắc phục tái thiết sau thiên tai thì giai đoạn 2016-2020 thì tuy đã gặp nhiều khó khăn về kinh tế và đang trong thời kỳ phát triển, nhưng mà công tác khắc phục hậu quả thiên tai thì đã đạt được nhiều kết quả, giúp được người dân khôi phục đời sống sản xuất. Cụ thể như là Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã trình chính phủ hỗ trợ được xấp xỉ 9.000 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách và các nguồn khác 28.000 tỷ đồng, hỗ trợ 65.000 tấn gạo cứu đói, 11.500 tấn giống lúa rau, huy động hàng triệu lượt cán bộ chiến sĩ cũng như là gần 5.000 lượt phương tiện tham gia khắc phục hậu quả. Trong công tác phòng chống thiên tai thì chúng tôi cũng đặt ra vấn đề và tìm nguy cơ và thách thức. Đấy là và ở đây đưa ra 5 cái nhóm nguy cơ, thách thức chính. Thứ nhất là cái nguy cơ về cái gia tăng dân số, quy mô kinh tế. Thứ hai là cái việc về cái loại hình thiên tai là lũ quét sạt lở đất nghiêm trọng đối với cả cái tỉnh miền núi. Thứ ba là cái nguy cơ mất an toàn hồ chứa thủy điện thủy lợi. Thứ tư là nguy cơ ngập lụt và sự cố đê điều. Thứ năm là ảnh hưởng của bão mạnh siêu bão. Thì đây chỉ là những cái nguy cơ chính thôi. Và ngoài ra thì theo cái tình hình mới nhất bây giờ thì các bạn có thể thấy là ví dụ như kiểu ở Kon Tum chẳng hạn là động đất xảy ra rất là nhiều, hay là Quảng Nam thì đấy cũng là một số các thiên tai khác cũng là thách thức đối với cả công tác phòng chống thiên tai của chúng tôi. Nhưng mà ở đây chúng tôi đưa ra một số các cái nguy cơ thách thức chính. Về cái việc gia tăng dân số thì dân số hiện nay đã gần 100 triệu người, đứng thứ 14 trên thế giới, bao gồm 54 dân tộc. Nông nghiệp chiếm tỷ trọng khoảng 13%, trong đó có 335 khu công nghiệp lớn.
Còn về tình hình lũ quét sạt lở đất thì các bạn có thể thấy là những năm vừa qua đã xảy ra rất nghiêm trọng đối với cả các tỉnh miền núi phía đất, các cái tỉnh miền núi phía Bắc. Thì ở đây là cái bảng tổng hợp những cái vùng đã xảy ra và khoanh vùng có nguy cơ có thể xảy ra sạt lở ở tại các cái tỉnh miền núi phía Bắc đấy. Đối với cả nguy cơ mất an toàn hồ chứa thủy lợi thủy điện thì đối với cả hồ thủy điện Liên Hồ, Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà hiện nay có tổng dung tích cắt lũ là khoảng 8 tỷ khối và yêu cầu điều tiết ngăn lũ cho hạ du. Thì năm 2017 thì do cái lượng nước về từ đầu nguồn lớn, thành ra là ban chỉ đạo đã quyết định là phải mở 8 cửa xả với tổng lưu lượng là 16.500 mét khối trên dây. Và lưu lượng về lớn nhất là đo được là 16.000 mét khối trên dây. Về hồ thủy lợi thì tổng số hồ chứa thủy lợi hiện nay là có khoảng 7.000 hồ, trong đấy thì có khoảng là 205 hồ thủy lợi bị xuống cấp hư hỏng. Đã xảy ra một số sự cố như vỡ đập, như là đập Thìn ở Phú Thọ năm 2020, rồi là sự cố kẹt cửa van, nước tràn đỉnh đập ở tại hồ Hô Hô, tỉnh Hà Tĩnh năm 2010. Về cái nguy cơ ngập lụt và sự cố đê điều thì đối với hệ thống đê điều hiện nay có số tồn tại như sau. Thứ nhất là về cái đê thiếu công trình là gồm có khoảng 400 km và có khoảng 683 km mặt đê là còn nhỏ, có 230 vị trí trong điểm đê điều trung yếu. Và năm 2021 đã xảy ra 82 sự cố đê điều. Đồng thời là cái việc vi phạm luật đê điều là còn nhiều. Tổng số vụ từ năm 2011 đến 2020 là gần 11.000 vụ. Đã xử lý được khoảng 30% là khoảng hơn 3.000 vụ và tồn đọng lại là 7.500 vụ. Ảnh hưởng của bão mạnh siêu bão. Việt Nam có bờ biển dài khoảng 3.200 km và có hơn 3.000 đảo. Thì đối với cái việc phân vùng rủi ro thiên tai thì chính phủ cũng đã đưa ra các cái khuyến cáo là ở vùng nào thì có bão mạnh đến bao nhiêu. Đặc biệt là các cái vùng 3, 4, 5, 6, tức là vùng ven biển Quảng Ninh cho đến Ninh Thuận thì là hoàn toàn là có thể xảy ra là siêu bão. Siêu bão là mạnh, có gió mạnh từ cấp 15, cấp 16, giật cấp 17. Về nhiệm vụ và giải pháp thì ở đây tôi đưa ra hai cái nhóm nhiệm vụ. Các cái nhóm nhiệm vụ giải pháp như sau. Thứ nhất là hoàn thiện cái thể chế chính sách. Thứ hai là nâng cao nhận thức quản lý rủi ro thiên tai. Thứ ba nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn. Thứ tư là hoàn thiện quy hoạch kế hoạch phương án. Thứ năm là nâng cao khả năng chống chịu thích ứng. Thứ sáu là phát triển khoa học công nghệ. Thứ bảy là hợp tác quốc tế và thứ tám là nguồn lực. Và theo từng vùng miền thì sẽ chia ra các cái nhóm nhiệm vụ và giải pháp riêng. Đối với cả cái nhóm giải pháp đầu tiên là hoàn thiện cái hệ thống pháp luật chính sách về phòng chống thiên tai. Thì thứ nhất là cần phải rà soát hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về phòng chống thiên tai đảm bảo đồng bộ thống nhất. Thứ hai là hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các định mức kỹ thuật, các quy định về đảm bảo yêu cầu phòng chống thiên tai, và đồng thời là hoàn thiện cái thể chế chính sách liên quan đến công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Thứ hai là nâng cao nhận thức về thiên tai và tăng cường quản lý rủi ro thiên tai trong cộng đồng. Thì tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống thiên tai, hướng dẫn phổ biến kỹ thuật, kỹ năng phòng chống thiên tai, đẩy mạnh thông tin truyền thông, chia sẻ thông tin dữ liệu, tổ chức các hoạt động nâng cao hiệu quả truyền thông trong phòng chống thiên tai, tăng cường sự tham gia của người dân, của doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và cộng đồng, xây dựng lực lượng xung kích, tập huấn, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm về giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Đối với cả cái giải pháp là nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn thì cần phải kiện toàn tổ chức bộ máy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các cấp,
nâng cao năng lực dự báo cảnh báo thiên tai, đầu tư xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị và công cụ hỗ trợ phục vụ chỉ đạo, chỉ huy điều hành theo thời gian thực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phòng chống thiên tai, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, tập trung điều tra về cơ bản, cập nhật số hóa dữ liệu về thiên tai, thiệt hại do thiên tai, xây dựng hoàn thiện các cái quy hoạch, kế hoạch phòng chống thiên tai, phương án ứng phó là lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai, thì xây dựng các cái quy hoạch phòng chống thiên tai, các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành, rồi lồng ghép cái nội dung phòng chống thiên tai vào các quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia, bộ ngành và các cấp, đặc biệt là xây dựng cập nhật phương án ứng phó thiên tai, chủ động lực lượng, vật tư phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ. Phương châm 4 tại chỗ ở đây là cái gì? Đây là gồm có 4 nội dung: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư và hậu cần tại chỗ. Cái nhiệm vụ và giải pháp tiếp theo đấy là nâng cao khả năng chống chịu, thích ứng với thiên tai, thì cần phải tăng cường cái việc đầu tư, củng cố, nâng cấp công trình phòng chống thiên tai, nâng cấp cơ sở hạ tầng, chủ động thích ứng với cả thiên tai, biến đổi khí hậu, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân tại các vùng thường xuyên bị chịu tác động của thiên tai. Về khoa học công nghệ thì cần phải nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó thì tập trung về cái công nghệ số, các cái tự động hóa, viễn thám trong quan trắc, theo dõi, giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai, quản lý vận hành công trình, chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai, ứng dụng vật liệu mới, công nghệ tiên tiến trong xây dựng thân thiện môi trường, nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu sản xuất giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao phù hợp với cả cái điều kiện của từng vùng. Về hợp tác quốc tế thì là tăng cường hợp tác với cả các quốc gia, các vùng lãnh thổ, đối tác phát triển, các nhà tài trợ, cơ quan nghiên cứu khoa học để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, chuyển giao ứng dụng công nghệ mới, thực hiện đầy đủ trách nhiệm các cái điều ước quốc tế, các hiệp định thỏa thuận với cả hợp tác mà Việt Nam đã tham gia như là khung Sendai hay là hiệp định ASEAN. Về nguồn lực thì ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước, các cái vốn vay ODA, ưu vay ưu đãi nước ngoài, sử dụng hiệu quả cái quỹ phòng chống thiên tai và huy động nguồn lực từ xã hội hóa cho hoạt động phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn. Theo 7 vùng thì là có một số các cái giải pháp riêng như là sau, như sau. Thứ nhất là đối với cả vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thì cần phải đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, xây dựng và rà soát tổ chức diễn tập phương án ứng phó với các tình huống vỡ đê, vỡ đập, lũ lớn, ngập lụt, xây dựng củng cố nâng cấp hệ thống thủy lợi, công trình tiêu thoát nước ở đô thị, hoàn thiện các cái khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền theo quy hoạch, quản lý chặt chẽ cái việc khai thác cát sỏi lòng sông. Đối với vùng miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ thì cần phải chủ động phòng tránh lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, ứng phó thích nghi với cả mưa đá, rét hại, tăng cường công tác dự báo cảnh báo thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, chủ động di dời dân cư, tổ chức xây dựng diễn tập phương án sơ tán dân, quản lý chặt chẽ cái việc xây dựng nhà ở, cơ sở hạ tầng, khắc phục tình trạng xây dựng nhà ở công trình tại khu vực có nguy cơ sạt lở, lấn chiếm lòng sông, tăng cường quản lý bảo vệ phát triển rừng, nâng cao chất lượng rừng, đảm bảo an toàn hồ chứa, nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu sản xuất cây trồng, hướng dẫn hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở và đảm bảo phòng chống giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, nhất là mưa đá dông lốc. Đối với vùng duyên hải miền Trung thì cần chủ động phòng chống bão, lũ, ngập lụt, hạn hán, sạt lở đất và sạt lở vào sông bờ biển. Đối với cả vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ thì cần tập trung phòng chống hạn hán, lũ, ngập lụt, bão, đặc biệt là chú ý đến công tác là sắp xếp di rời dân cư tại khu vực không đảm bảo an toàn ven sông, ven suối, ven biển. Đối với cả vùng đồng bằng sông Cửu Long thì chủ động sống chung với lũ và hạn xâm nhập mặn, thích ứng khai thác cái lợi thế để phát triển bền vững, tập trung xác định các cái vùng tiểu vùng sinh thái để mà làm định hướng chuyển đổi sản xuất, kiểm soát chặt chẽ cái việc nạo vét khai thác cát sỏi trên sông, kiểm soát khai thác nước ngầm, khắc phục tình trạng sụt lún đất, xây dựng nâng cấp cơ sở tầng phòng chống thiên tai, sắp xếp lại dân cư để phòng chống sạt lở, đảm bảo thoát lũ, và đặc biệt là tăng cường công tác hợp tác quốc tế, nhất là đối với cả quốc gia thuộc lưu vực sông Mekong. Ở đây là có một số hình ảnh các bạn có thể xem là cái mô hình là lúa với tôm ở tại Cà Mau, tức là mình nuôi cái kết hợp và đan xen nhau.
Đối với cả các khu đô thị lớn thì tập trung phòng chống ngập úng do mưa lớn chiều cường, kiểm soát quy hoạch và xây dựng để mà hạn chế làm gia tăng rủi ro thiên tai, ngăn chặn xử lý công trình nhà ở đổ chất thải lấn chiếm không gian thoát nước, chứa nước, nạo vét hệ thống tiêu thoát nước, xây dựng nâng cấp hệ thống đê ngăn lũ, ngăn mặn, hệ thống cống, trạm bơm, hồ điều hòa. Trên biển và hải đảo thì chủ động phòng tránh bão, áp thấp nhiệt đới, đảm bảo an toàn cho người, tàu thuyền, các hoạt động kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, quản lý tàu thuyền, các hoạt động kinh tế biển, xây dựng củng cố cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai, xây dựng nhà ở công trình công cộng, kết hợp sơ tán dân để đảm bảo an toàn tránh bão. Và cái vai trò của đoàn thanh niên của mình trong công tác phòng chống thiên tai thì thứ nhất là thành viên của Ban Chỉ đạo Quốc gia. Thì trước năm 2013 thì thành viên của Ban Chỉ đạo Quốc gia thì là chỉ gồm có các cái bộ ngành thôi. Thế còn đối với các cái tổ chức như là hay là các hội như là Hội Chữ Thập Đỏ hay là đoàn thanh niên là không có nằm trong Ban Chỉ đạo. Thì sau năm 2013 đã được bổ sung. Hiện nay là có tất cả 37 thành viên. Trong đấy là đoàn thanh niên của mình cũng là thành viên của Ban Chỉ đạo. Ngày thứ hai là đội phó đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. Cái này là theo quyết định 08 Trung ương phòng chống thiên tai của ngày 27 tháng 3 năm 2020. Và thứ ba là thành viên tham gia cái đội phòng chống thiên tai cấp xã và các tổ xóm xung kích tại thôn bản, tổ dân phố. Trên đây là bài tham luận của tôi. Xin cảm ơn các quý vị đã lắng nghe. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Vũ Hoàng, Cục ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Và sau các diễn giả phát biểu thì trên nhóm thanh niên phòng chống thiên tai tại Facebook có link tại livestream này luôn, thì các đồng chí, các đoàn viên, thanh niên nào có câu hỏi thì xin mời đặt câu hỏi, và sau đến cuối buổi sáng thì các diễn giả sẽ trả lời các câu hỏi của các đoàn viên thanh niên. Và tiếp đến thì kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các đồng chí, chúng ta sẽ chuyển đến chuyên đề số 2. Thì ngày 6 tháng 7 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2021/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật đê điều, trong đó có nội dung liên quan đến đội xung kích phòng chống thiên tai. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Dương Đức Mỹ, chuyên gia phòng chống thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lên trao đổi về chuyên đề mô hình tổ chức và hoạt động của đội xung kích phòng chống thiên tai tại cấp xã. Xin trân trọng kính mời. Cảm ơn đồng chí Quang, cảm ơn đồng chí Vũ Hoàng đã giới thiệu. Vừa rồi các đồng chí đã nghe đồng chí Vũ Hoàng giới thiệu về tổng quan thiên tai của Việt Nam rất chi tiết và đầy đủ. Như ta biết là năm 2021 thì nước ta xảy ra 18/22 nội thiên tai. Theo thống kê chi tiết gần đây nên chúng tôi đã thống kê là nước ta là xảy ra là 21/22 nội thiên tai, trừ sóng thần là chưa xảy ra. Với các khu vực như là xảy ra thiên tai xảy ra là từ Bắc và Nam, ví dụ như đồng bằng sông Cửu Long thì có bão Linda năm 1997 làm hơn 3.000 người, gần khoảng 3.000 người chết và mất tích. Lũ đồng bằng sông Cửu Long năm 2000 cũng rất thiệt hại, rất nghiêm trọng. Khu vực miền Trung đặc trưng là lũ năm 1999 xảy ra khu vực Huế, trọng tâm Huế, rất khốc liệt, gây thiệt hại rất nhiều người và tài sản. Tiếp theo là về bão thì miền Trung cũng là một trong khu vực điển hình chịu tác động của bão. Trải dài khu vực miền Bắc là chúng ta hay xảy ra về lũ như đồng chí Vũ Hoàng nói là lũ năm 1971 thiệt hại khoảng 100.000 người, ước tính GDP khoảng 6,5 tỷ đô la quy ra thì giá hiện tại. Về vấn đề lũ quét ở khu vực miền núi phía Bắc thì cũng xảy ra rất là nguy hiểm và nghiêm trọng. Vấn đề thực tại bây giờ là vấn đề cũng tiếp theo rất là nóng bỏng, đó là vận các hồ là tham gia vận hành cắt lũ, giảm lũ cho hạ du. Thì với vấn đề thiên tai thách thức đặt ra như vậy thì lực lượng nòng cốt của chúng ta là đặc biệt là lực lượng song xung kích, một trong những lực lượng trụ cột trong công tác phòng chống thiên tai cơ sở, thì đối với chúng tôi đánh giá đây là lực lượng cực kỳ quan trọng. Sau đây chúng tôi xin phép đi về chuyên đề về mô hình tổ chức hoạt động của đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã.
Bài trình bày của tôi thì gồm có hai phần. Thứ nhất là thực trạng của tổ chức hoạt động và thứ hai là nội dung hướng dẫn. Như các bạn đã biết thì trước tháng 6 năm 2019 thì cả nước chúng ta chỉ có 75% các tỉnh đã hình thành lực lượng xung kích phòng chống thiên tai. Một số tồn tại là chưa có sự thống nhất về tổ chức và hoạt động, chưa rõ về chức năng nhiệm vụ và công tác chỉ đạo, chỉ huy. Lực lượng thì mỏng, phân tán, thường xuyên biến động, khó huy động khi có tình huống. Kiến thức và kỹ năng thì do chưa được đồng bộ và thống nhất thì là còn chưa được đào tạo, tập huấn, thường xuyên phương tiện trang bị còn thiếu, bị xuống cấp và không phù hợp. Hoạt động thì không đồng đều, có nơi thì phát huy hiệu quả tốt, có nơi thì chỉ tồn tại mang tính hình thức, hiệu quả, hoạt động hạn chế. Kinh phí và chế độ chính sách thì còn thiếu hoặc chưa được quy định rõ ràng. Đến hết năm, đứng trước cái thực trạng đó thì Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai, trước kia là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đã ban hành cái quyết định 08 ngày 27 tháng 3 về ban hành cái hướng dẫn và củng cố lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. Thì theo thống kê sơ bộ thì đến hết năm 2020 thì là có 95% cả nước thì đã thành lập đội xung kích phòng chống thiên tai với tổng số là 754.000 thành viên, trong đó thì có 49/63 tỉnh thành phố đã đạt 100% số xã theo nghị quyết 76 của Chính phủ. Thì hiện nay theo thống kê sơ bộ chúng tôi nắm bắt được thì cái con số này đã tăng lên rất nhiều. Về tiến bộ thì là có mô hình tổ chức hoạt động kiện toàn thống nhất theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai theo quyết định số 08 ngày 27 tháng 3 là quy định thì rõ ràng về chức năng nhiệm vụ và công tác chỉ huy, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Thì đã xây dựng được cái mô hình điểm hiện đại diện tại các vùng miền, một số địa phương đã quan tâm đầu tư nâng cao năng lực, tổ chức tập huấn và đầu tư trang thiết bị nên đã phát huy hiệu quả tốt trong ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là cái khu lũ miền Trung năm 2020. Và chúng tôi đã tổ chức cái cuộc thi lực lượng xung kích phòng chống thiên tai thì một số tỉnh đã đạt rất là nhiều giải cao trong cái cuộc thi này. Thì ban hành các tài liệu tập huấn lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã theo quyết định số 15 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai. Ở đây báo cáo đồng chí là hiện nay là đứng trước cái thực trạng về kiện toàn quy mô thì Ban Chỉ đạo Trung ương và chúng ta cũng Ban Chỉ đạo Quốc gia đã ban hành hai cuốn sổ tay. Nếu các đồng chí mà cần file thì chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với tôi hoặc Ban Chỉ đạo Quốc gia về chúng ta, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ. Vậy, các đồng chí có thể xem hai tài liệu rất là chi tiết đầy đủ. Tuy nhiên vẫn còn hạn chế, thứ nhất là về kiến thức và kỹ năng và phòng chống thiên tai của lượng xung kích tại các địa phương thì còn hạn chế do chưa được đào tạo tập huấn thường xuyên. Thì vấn đề này cũng liên quan đến phần lớn về kinh phí duy trì các hoạt động lượng xung kích cũng như là ủng hộ lực lượng xung kích. Phương tiện trang thiết bị thì còn thiếu thốn, không phù hợp, thiếu chế độ chính sách và kinh phí hoạt động, quyền lợi các thành viên thì chưa được đảm bảo. Vấn đề này cũng là vấn đề là đau đầu đối với lực lượng của quản lý phòng chống thiên tai của trung ương chúng tôi. Và đứng trước cái vấn đề này thì chúng tôi đã lồng ghép vào cái nghị định số 66 về sửa đổi luật phòng chống, hướng dẫn thi hành luật phòng chống thiên tai. Điều sắp tới chúng tôi sẽ nói chi tiết. Và sự quan tâm chỉ đạo của các tổ chức thực hiện của cấp chính quyền ở số địa phương này chưa thỏa đáng, việc triển khai còn mang tính hình thức, thiếu thực chất dẫn đến hiệu quả hạn chế. Đây một số cái tài liệu thì quyết định số 08 thì tôi đã về nội dung của hướng dẫn với lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã thì trên cơ sở căn cứ của cái tài liệu hướng dẫn chúng tôi sẽ trình bày cho các đồng chí là 8 nội dung. Thứ nhất là về căn cứ, thứ hai là phạm vi đối tượng, thứ ba mục tiêu, thứ tư là vị trí chức năng nhiệm vụ của lực lượng xung kích, tổ chức và chế độ làm việc của đối với lực lượng của mình, điều kiện và trang thiết bị cần thiết và chế độ chính sách, kỷ luật khen thưởng và tổ chức thực hiện. Về căn cứ thì căn cứ theo luật phòng chống thiên tai năm 2013, luật dân quân tự vệ và nghị định số 160 thì bây giờ sửa thành nghị định số 66, nghị quyết số 76 của Chính phủ và chỉ thị 42 cũng như chỉ thị số 18 về ngày 9 tháng 7 năm 2021 về xây dựng được củng cố lực lượng xung kích, thông tư số 85 của Bộ Tài chính. Thì chúng tôi đã có đưa một số điểm nổi bật, trong đó cũng là chú trọng đến phát triển cái lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cơ sở. Ví dụ như là luật sửa đổi luật phòng chống thiên tai là có quy định điều 6 là Chính phủ quy định chế độ chính sách đối với lực lượng xung kích, tại điểm N khoản 4 điều 25 nghị định số 6 cũng sửa đổi cái nghị định số 160 và nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Quốc gia thì có hướng dẫn hoạt động của lực lượng xung kích là bổ sung mục 7 gồm 5 điều về chế độ chính sách đối với lực lượng xung kích, chế độ mình công tác, chế độ về khi mà mình xảy ra cái tình huống sự cố là mình tai nạn hay gì vấn đề thương đo
khi xảy ra thì chúng tôi đã có chế độ chính sách. Và nghị quyết số 76 thì quy định các tỉnh là chủ trì đến năm 2020 là quy định tất cả các địa phương lực lượng xung kích được thành lập. Và về chỉ thị 42 thì lại điểm K chú trọng củng cố nâng cao chất lượng hiệu quả của lực lượng xung kích tại cơ sở. Các bộ ngành và ủy ban các cấp có trách nhiệm đảm bảo nguồn lực, các điều kiện hoạt động của cơ quan và lực lượng làm công tác của chúng ta, đặc biệt là lực lượng xung kích cơ sở. Và trong thông tư 85 thì cũng có quy định về chế độ chính sách đối với lực lượng của chúng ta. Về phạm vi và đối tượng đối với cái hướng dẫn thì chúng tôi đang áp dụng với tất cả cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và một cái lực lượng tuyến đầu quan trọng đó là lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. Với mục tiêu là làm cơ sở giúp cho Ủy ban Nhân dân và Ban Chỉ huy các cấp chỉ đạo triển khai củng cố lực lượng xung kích một cách đồng bộ, thống nhất, phù hợp với tình hình thiên tai và điều kiện cụ thể của từng vùng, khu vực nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong phòng chống thiên tai, đặc biệt là công tác ứng phó ngay từ giờ đầu khi có tình huống thiên tai xảy ra. Về vị trí chức năng của nhiệm vụ thì lực lượng xung kích phòng chống thiên tai thì tôi đánh giá là lực lượng là chủ chốt tại chỗ để thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm nạn theo kế hoạch và phương án phòng chống thiên tai của cơ xã, đặc biệt là công tác ứng phó ngay từ giờ đầu khi có tình huống thiên tai xảy ra. Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã do chủ tịch ban cung cấp quyết định thành lập và được kiện toàn hàng năm. Hoạt động thì là dưới sự quản lý chỉ đạo của trưởng ban chỉ huy cấp xã, phối hợp thực hiện nhiệm vụ dưới sự phân công của chỉ huy cấp trên và trưởng ban chỉ huy cấp xã trong trường hợp xảy ra thiên tai vượt quá khả năng ứng phó của xã, có sự chi viện của lực lượng cấp trên. Đội xung kích có nhiệm vụ ứng với các giai đoạn trước, trong và sau thiên tai, đặc biệt là phù hợp với điều kiện cụ thể từng vùng miền, phân thành các nhóm như sau. Về nhiệm vụ chung thì chúng ta có 25 nhóm nhiệm vụ chung, 9 nhiệm vụ thường xuyên, 4 nhiệm vụ trước thiên tai, 6 nhiệm vụ trong thiên tai và 6 nhiệm vụ sau thiên tai. Các đồng chí nhớ là 9, 4, 6, 6. Đấy điểm mấu chốt quan trọng khi chúng ta nhớ cái nhiệm vụ của mình, 9, 4, 6, 6. Về nhóm nhiệm vụ đặc thù các vùng miền thì chúng ta phân ra là đối với vùng miền núi phía Bắc và Bắc Bộ, Trung Bộ, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, ven biển và hải đảo, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và đô thị. Về cái này thì nó phù hợp với cái chiến lược quốc gia phòng chống thiên tai, phân thành 7 vùng miền như đồng chí Vũ Hoàng cũng vừa trình bày. Sau đây chúng tôi xin phép đi vào các nhóm nhiệm vụ. Về nhiệm vụ thường xuyên thì thứ nhất là tham gia xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai địa phương, ứng phó với thiên tai của xã, tập huấn diễn tập ứng phó khắc phục quả thiên tai, tham gia tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức, kỹ năng và trách nhiệm của nhân dân trong phòng chống thiên tai. Tiếp theo là theo dõi diễn biến thiên tai, báo cáo kịp thời với trưởng ban chỉ huy xã và thông báo đến các tổ chức cá nhân trên địa bàn, kiểm tra giả soát kịp thời phương tiện những nơi có nguy cơ mất an toàn, chủ động xử lý thông tin và cung cấp đến người dân và báo cáo ban chỉ huy cấp xã để xử lý. Tiếp theo chúng ta cần kiểm tra đôn đốc hướng dẫn các tổ chức cá nhân chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm thiết yếu, kiểm tra phát hiện ngăn chặn kịp thời, báo cáo chính quyền cơ quan chuyên môn để xử lý khi có hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống thiên tai, quản lý sử dụng đúng mục đích các trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai, cuối cùng là thực hiện các nhiệm vụ phòng chống thiên tai khác theo điều động và công của trưởng ban chỉ huy cấp xã. Về nhiệm vụ trước khi xảy ra thiên tai thì 4 nhiệm vụ. Về thứ nhất là kiểm tra các điểm tránh trú sẵn sàng sơ tán người dân ở khu vực có nguy cơ rủi ro đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường hậu cần tại nơi trú tránh, kiểm tra phân giao phương tiện trang thiết bị cho các tổ nhóm đội xung kích và triển khai lực lượng thường trực để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, triển khai lực lượng canh gác, cảnh báo, hướng dẫn đảm bảo an toàn cho người phương tiện tại chỗ những nơi rủi ro cao, ví dụ mà khi một sự cố thiên tai xảy ra như lũ lên thì chúng ta cần phải phân công các đồng chí là khu vực kiểm tra canh gác, khu vực có nước sâu ngầm tràn nguy hiểm, ngăn chặn tình huống là người dân thấy nước mà chảy qua nhưng rất chủ quan là cố tình vượt qua. Rất nhiều trường hợp đau thương đã xảy ra là cả người, cả ô tô, cả gia đình là cũng bị mất về cái trường hợp như này. Do vậy là vấn đề chúng ta lực lượng cơ sở tuy là cơ sở nhưng rất quan trọng, nó quyết định một thành công lớn trong công tác phòng chống thiên tai. Tiếp theo là tham gia hướng dẫn hỗ trợ các tổ chức hộ gia đình gia cố chằng chống nhà cửa, biển hiệu, cắt tỉa cành cây, bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu. Tôi có xem một số các hình ảnh là rất là cảm động, các đồng chí đoàn thanh niên ở cơ sở tham gia hỗ trợ người dân nào thì dọn dẹp thu dọn các kiểu,
rất là một cái hành động nghĩa cử cao đẹp, chúng ta cần nhân rộng phát huy đối với đoàn thanh niên chúng ta. Về nhiệm vụ, sáu nhiệm vụ trong thiên tai là theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, kiểm tra khu vực có nguy cơ cao như ngầm tràn, bị ngập sâu, sạt lở chia cắt, phát hiện kịp thời xử lý sự cố, đồng thời báo cáo trưởng ban chỉ huy xã để chỉ đạo xử lý ngay từ giờ, phối hợp các cơ quan bố trí nơi ở tạm sơ tán khẩn cấp người những nơi xảy ra sự cố, khắc phục nguy hiểm đến nơi an toàn, phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo an toàn giao thông, liên lạc tiếp nhận phối hợp hàng cứu trợ, hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng. Thì báo đồng chí đã vừa rồi là có rất nhiều cái trường hợp là quyên góp hỗ trợ người dân trong vùng ngập lụt lũ bão, thì với lực lượng cơ sở của mình thì mình cũng tham gia được, tôi đánh giá đây là rất là điều quan trọng, hỗ trợ các đoàn công tác chỉ đạo cấp trên khi có nhu cầu tham gia phối hợp triển khai nhiệm vụ theo chỉ đạo của cấp trên khi xảy ra thiên tai vượt qua khả năng ứng phó của xã, tham gia hỗ trợ các cơ quan đơn vị đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản của khu vực xảy ra thiên tai cũng như nơi trú tránh. Thì các đồng chí biết là vấn đề nhiều người dân không muốn đi sơ tán, vì tại sao? Vì tài sản của họ, nhà của họ, bao nhiêu thứ của họ mà khi họ đi sơ tán thì ai đảm bảo cho họ? Thì vấn đề chúng ta mà cần phải đảm bảo cho vấn đề an ninh, thứ nhất là tài sản đối với người dân mà khi nhà mà họ đã không có ai ở rồi, còn hai nữa đến cái khu vực mà đi sơ tán chúng ta phải đảm bảo cho họ, vì nhiều người rất là ngại khi mà đến nơi sơ tán mà khi vấn đề an ninh lại không đảm bảo. Tham gia hỗ trợ cơ quan sẵn sàng chi viện hỗ trợ các thôn bản vùng lân cận ngoài phạm vi phụ trách yêu cầu, thì cái này nó cũng là do vấn đề điều động của các cấp trên. Về 6 nhiệm vụ sau thiên tai thì thứ nhất là khẩn trương phối hợp thực hiện nhiệm vụ cứu chữa người bị thương, tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ gia đình mai táng người bị thiệt hại. Đây cũng là điều kiện quan trọng đầu tiên, ưu tiên thứ nhất là về cứu chữa người bị người cứu chữa người. Và tham gia cung cấp lương thực thực phẩm, hỗ trợ chữa bệnh nhu yếu phẩm, hỗ trợ người dân từ nơi sơ tán về, sửa chữa thu dọn nhà cửa, vệ sinh môi trường để phòng dịch bệnh. Thì vấn đề khi mà thiên tai xảy ra thì chúng ta là thứ nhất là không đảm bảo cho nhân dân là không bị đói rét, là vấn đề rất quan trọng. Nơi ở làm sao để đáp ứng được nhân dân, do vậy tôi đánh giá đây là một trong những vấn đề quan trọng. Tham gia hỗ trợ sửa chữa khôi phục công trình phòng chống thiên tai, giao thông và các công trình hạ tầng công cộng, tham gia đánh giá thiệt hại, nhu cầu cứu trợ, hỗ trợ triển khai ổn định đời sống của người dân, thu dọn sửa chữa tổng hợp vật tư phương tiện về nơi tập kết, thực hiện các nhiệm vụ khắc phục hậu quả phục hồi thời tiết sau thiên tai trên địa bàn. Đây một trong những cái yêu cầu vừa nãy đồng chí Vũ Hoàng đã trình bày cũng rất là chi tiết. Đối với nhiệm vụ đặc thù của các khu vực vùng miền thì các đồng chí quan niệm là với vùng miền chúng ta sẽ thường xuyên xảy ra loại hình thiên tai gì, thì từ loại hình thiên tai đấy thì chúng ta sẽ liên tưởng là những cái nhiệm vụ chúng ta cần triển khai. Ví dụ khu vực miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ chúng ta hay có điển hình như là rét đậm rét hại, dông lốc, ngoài ra là còn lũ quét sạt lở đất, vấn đề là rất là nghiêm trọng, sạt lở. Do vậy từ những cái đặc hình thiên tai chúng ta thường xuyên xảy ra, ví dụ như công trình thủy lợi, thủy điện trên địa bàn, chúng ta sẽ căn cứ vào đó chúng ta sẽ liên tưởng cái nhiệm vụ của chúng ta như thế nào. Về đối với cái khu vực này thì gồm có 6 nhiệm vụ trước thiên tai là thứ nhất là thông tin kịp thời về tình hình thiên tai, chỉ đạo của ban chỉ huy xã đến tổ chức hộ gia đình, đặc biệt là nơi ở có nguy cơ cao bằng mọi hình thức, kiểm tra phát hiện các dấu hiệu bất thường về vết nứt trên mái dốc, tiến động lạ, nước sông suối chuyển màu, thông tin khẩn cấp về đến chính quyền người dân để kịp thời triển khai biện pháp ứng phó. Tiếp theo là quán triệt người dân thường xuyên theo dõi các thông tin về thiên tai qua điện đài, điện thoại, hạn chế ở lại nơi nương rẫy trong mùa mưa lũ và không ở lại khi có cảnh báo thiên tai trên địa bàn. Báo cáo đồng chí là để đáp ứng những nhiệm vụ này thì ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai chúng tôi đã có ban hành một cái app là app PCDT, trong đó chúng tôi giới thiệu đầy đủ chi tiết về loại hình tai, cách hướng dẫn phòng tránh. Nếu các đồng chí quan tâm thì có thể là lên các App Store hoặc là Google Store thì chúng ta có thể tải về. Ngoài ra như vừa rồi đồng chí Vũ Hoàng có nói về cái hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam VNDMS. Đây, hệ thống này chúng tôi đã gần như cập nhật Big Data về dữ liệu phòng chống tai, hồ chứa, thủy điện, mưa. Chúng tôi đặt ra mức công mức cảnh báo khi mà mưa đến mức độ bao nhiêu sẽ có màu sắc khác nhau. Đây các đồng chí xem. Đây. Cái này thì đơn vị chuyên môn chúng tôi có thể đã phân quyền các địa phương để nắm. Các đồng chí xem.
hướng dẫn đôn đốc người dân triển khai biện pháp phòng chống rét cho người già, trẻ em, chuẩn bị thức ăn dự trữ, chuồng trại cho đàn gia súc, hạn chế chăn thả tự do khi có rét đậm rét hại. Hướng dẫn người dân nhận biết các dấu hiệu về kỹ năng phòng tránh các hiện tượng dông lốc sét mưa đá. Báo cáo đồng chí là cái hiện tượng dông lốc sét mưa đá tuy không thiệt hại lớn về kinh tế nhưng tôi đánh giá là một trong thiệt hại về người rất nhiều. Điển hình như hôm qua kia là có vài người đã bị sét đánh gây thương vong rất lớn. Tiếp theo là tham gia kiểm tra các khu vực hạ du hồ chứa thủy điện, thủy lợi, hồ chứa nhỏ, khu địa phương quản lý, sẵn sàng lực lượng để phối hợp xử lý khi đảm bảo an toàn cho công trình hạ du hồ chứa. Thì các đồng chí biết là cái hồ chứa nhỏ, nhất là hồ chứa có nguy cơ mất an toàn. Khi mà xảy ra sự cố là cực kỳ nghiêm trọng, gần như là gây thảm họa. Tuy nhỏ nhưng mà sẽ là thảm họa nếu chúng ta không có sự đánh giá và kiểm tra đúng mức. Về 7 nhiệm vụ trong thiên tai, thứ nhất là hỗ trợ triển khai sơ tán khẩn cấp người dân tại khu vực xảy ra lũ quét, sạt đất, ngập lụt bị cô lập đến nơi an toàn. Tập trung lực lượng tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, vùi lấp mắc kẹt do lũ cuốn. Báo hiệu, canh gác hướng dẫn tại các ngầm tràn, những nơi bị ngập sâu, sạt lở, chia cắt để đảm bảo an toàn cho học sinh, người tham gia giao thông. Ngăn chặn người dân vớt củi, bắt cá trên sông, suối khi có lũ. Hỗ trợ cơ quan chủ quản xử lý kịp thời sự cố công trình trên địa bàn, nhất là các công trình hồ chứa của khu vực hạ du. Hỗ trợ sửa chữa nhà hư hỏng, nhà tạm, nhanh chóng ổn định đời sống người dân bị ảnh hưởng thiên tai. Cuối cùng là hỗ trợ di chuyển đàn gia súc đến nơi an toàn chống rét. Về nhiệm vụ đặc thù khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thì chúng ta biết là đặc thù khu vực mình là hay xảy ra thứ nhất là lũ. Như đồng chí Vũ Hoàng nói là lũ năm 1971 đã thiệt hại 100.000 người. Cái thứ hai là vấn đề là vận hành cắt lũ, giảm lũ của các hồ liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Thác Bạc, Tuyên Quang cũng là vấn đề rất là quan trọng. Tiếp theo là vấn đề bão cũng ảnh hưởng tác động đến khu vực mình. Thì chúng ta ơi đã qua quá trình mà tổng kết rà soát chúng tôi đưa năm nhóm nhiệm vụ quan trọng. Tất nhiên sẽ còn nhiều những cái nhiệm vụ khác nhỏ này khác nhưng tôi ưu tiên là năm nhóm nhiệm vụ quan trọng. Về trước thiên tai, thứ nhất là thông tin thường xuyên kịp thời thì hiện tại này và chỉ đạo của ban chỉ huy xã đến tổ chức hộ gia đình đặc biệt là nơi có nguy cơ bị cao bị ngập úng chia cắt. Thứ hai là phối hợp với cơ quan đơn vị có liên quan trên địa bàn để kiểm tra các tuyến đê kè, hồ đập, các công trình đang thi công phát hiện kịp thời sự cố hư hỏng để báo cáo trưởng ban chỉ huy xã để có biện pháp xử lý. Chúng ta biết là cái hệ thống đê của miền Bắc là qua quá trình đầu tư nâng cấp thì cũng góp phần đảm bảo cái công tác phòng chống thiên tai rất tốt. Tuy nhiên chúng ta cũng phải thường xuyên là cũng rà soát kiểm tra về hệ thống công trình này. Tiếp theo là phối hợp các lực lượng quản lý đê chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện tham gia tuần tra canh gác đê kè thuộc các địa bàn kịp thời phát hiện báo cáo xử lý giờ đầu các sự cố, tham gia hỗ trợ các tổ chức cá nhân trên địa bàn chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây, vớt bèo rác trên kênh mương để việc vận hành tiêu úng được an toàn, khơi thông dòng chảy tiêu thoát nước đệm vào vùng trũng thấp để chủ động ứng phó khi mưa lũ bão, hỗ trợ người dân thu hoạch hoa màu, thủy sản, vật nuôi để giảm thiểu thiệt hại. Tiếp theo là nhiệm vụ đối với khu vực này là trong thiên tai gồm 4 nhiệm vụ, rồi là tăng cường tuần tra canh gác trường hợp phát hiện các sự cố về công trình để kịp thời thông báo đến các đối tượng bị ảnh hưởng và báo cáo trưởng ban chỉ huy xã để chỉ đạo xử lý. Tiếp theo là hỗ trợ và triển khai các công tác sơ tán người dân tại khu vực ngập úng, chia cắt cô lập đến nơi an toàn, hướng dẫn hạn chế cấm người phương tiện đi vào các tuyến đường bị ngập sâu, chia cắt, bố trí trang thiết bị hỗ trợ người và phương tiện tham gia giao thông đảm bảo an toàn. Cuối cùng là tham gia kiểm tra phát hiện các sự cố công trình đê điều thủy lợi nội đồng để thông báo kịp thời cho các chính quyền cơ quan chuyên môn và phối hợp triển khai xử lý. Về nhiệm vụ đặc thù khu vực ven biển và hải đảo thì chúng ta về ven biển và hải đảo thì chúng ta cũng hay liên tưởng về các những thiên tai như là bão lũ cũng ảnh hưởng. Cái thứ hai là vấn đề tàu thuyền của ngư dân kiểm soát làm sao, giám sát làm sao, tuyên truyền cho ngư dân là sao khi có bão áp thấp nhiệt đới trên biển để người dân chủ động phòng tránh cũng rất là quan trọng. Về nhiệm vụ thì chúng tôi là 7 nhiệm vụ trước thiên tai đối với khu vực này. Thứ nhất là tuyên truyền vận động các hộ dân, người quản lý lao động, chủ phương tiện đánh bắt nuôi trồng thủy sản thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo thiên tai. Cái này tôi thấy là cũng rất quan trọng. Đó là chúng ta là chủ động trước khi ứng phó các loại thiên tai. Vấn đề càng chủ động bao nhiêu chúng ta càng chủ động bao nhiêu thì vấn đề là chúng ta khi mà ứng phó và khắc phục cả thiên tai nó sẽ giảm rất nhiều.
Về vấn đề thứ hai là phối hợp với các bộ đội biên phòng, cơ quan liên quan kiểm tra tàu thuyền trước khi ra khơi, liên lạc thông báo kêu gọi tàu thuyền khỏi khu vực nguy hiểm về nơi neo đậu, trú tránh khi có bão, áp thấp nhiệt đới. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị hướng dẫn và hỗ trợ các chủ phương tiện tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn, người dân nuôi trồng thủy sản gia cố, di chuyển lồng bè ra khỏi khu vực nguy hiểm, vận động hỗ trợ chủ tàu thuyền nhỏ hoạt động ven sông ven biển, người lao động tại khu vực nuôi trồng thủy sản vào nơi trú tránh. Tiếp theo là đôn đốc hướng dẫn các chủ khách sạn, khu nghỉ dưỡng thông báo cho khách du lịch biết thông tin về thiên tai và chỉ đạo các cấp chính quyền chủ động phòng tránh. Thì các đồng chí biết là bây giờ các đảo là một trong những khi được đầu tư của các tập đoàn doanh nghiệp lớn thì là một trong những nơi là thu hút khách du lịch rất nhiều. Do vậy là vấn đề là khi mà có thiên tai xảy ra, đặc biệt là bão và áp thấp nhiệt đới, chúng ta cần thông báo đối với đặc biệt các khu vực khách du lịch ở các đảo chủ động phòng tránh là rất là quan trọng. Hỗ trợ sơ tán người dân, du khách trên các phương tiện du lịch, nghỉ dưỡng và các hộ ở khu vực trũng thấp là vùng ven biển. Phối hợp với các lực lượng quản lý đê trong việc kiểm tra, tuần tra, canh gác bảo vệ an toàn các tuyến đê, kè biển sung yếu trên địa bàn, tham gia xử lý dân đầu các sự cố đê điều. Với lực lượng xung kích của mình là tham gia tổ chức các tổ đội đánh bắt xa bờ, thường xuyên theo dõi thông tin dự báo cảnh báo về bão áp thấp nhiệt đới để kịp thời thông tin cho các tàu bạn chủ động thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Thì báo cáo đồng chí cái nội dung này là không đi vực nguy hiểm là các công điện của Ban chỉ đạo quốc gia về chống thiên tai thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền cũng như trong vấn đề là đề nghị các chủ phương tiện tàu thuyền là không đi vào khu vực nguy hiểm. Vấn đề chúng ta biết được cái hướng đi của bão, hướng đi của áp thấp nhiệt đới chúng ta tránh, thì vì càng tránh được tốt bao nhiêu thì chúng ta sẽ càng giảm được cái thiệt hại bấy nhiêu. Với nhiệm vụ đặc thù khu vực ven biển và hải đảo thì chúng tôi đã có 6 nhiệm vụ trong thiên tai. Thứ nhất là thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình thiên tai và chỉ đạo của ban chỉ huy xã đến người dân, đặc biệt là đối với người dân các hộ nuôi trồng thủy sản tại khu vực cửa sông, ven biển, ở khu nhà thiếu kiên cố. Nội dung thứ hai là phối hợp với kiểm tra kiểm soát giao thông để người dân ở lại không trên lồng bè chòi canh khi bão đổ bộ và tự ý quay trở lại lồng bè chòi canh khi chưa có bản tin cuối cùng với bão. Phối hợp với các bộ đội biên phòng, các cơ quan chức năng xử lý các tình huống sự cố tàu thuyền, lồng bè, vùng cửa sông, nơi neo đậu, nuôi trồng thủy sản. Nội dung thứ tư là hỗ trợ công tác đảm bảo an toàn cho du khách tại khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, ven biển và các đảo trên địa bàn. Nội dung thứ năm là hỗ trợ các tàu và ngư dân hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là trong các tổ đội đánh bắt trên biển gặp nạn, sự cố, kịp thời thông tin với cơ quan liên quan để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn. Nội dung cuối cùng là hỗ trợ người dân thu hoạch thủy sản, sửa chữa nhà hư hỏng, dựng nhà tạm nhanh chóng ổn định đời sống người dân bị ảnh hưởng do thiên tai. Về nhiệm vụ đặc thù khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ, đây là các khu vực thường xuyên xảy ra hiện tượng thiên tai như là dông lốc sét, hạn hán, xâm nhập mặn. Về chúng ta từ đó chúng tôi căn cứ là cũng xây dựng là thứ nhất là 4 nhiệm vụ trước thiên tai. Thứ nhất là thông tin kịp thời về tình thiên tai và chỉ đạo của ban chỉ huy xã đến tổ chức hộ gia đình, đặc biệt là nơi có nguy cơ cao bằng mọi hình thức, hướng dẫn cho người dân nhận biết các dấu hiệu về kỹ năng phòng tránh hiện tượng như dông lốc sét, đặc biệt là khi đang ngoài trời hoặc làm việc trên nương rẫy, tham gia kiểm tra các khu vực hạ du, hồ chứa thủy điện, thủy lợi, hồ chứa nhỏ khi địa phương quản lý, khơi thông dòng chảy các khu vực tắc nghẽn, triển khai khu vực lực lượng phương tiện sẵn sàng phối hợp với để xử lý sự cố đảm bảo an toàn công trình hạ du, hồ chứa. Nội dung cuối cùng là giúp người dân dự trữ nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất. 5 nhiệm vụ trong thiên tai đối với khu vực này thì là thứ nhất là hỗ trợ và triển khai sơ tán khẩn cấp người dân tại các khu vực xảy ra lũ quét sạt đất, nơi bị ngập lụt, chia cắt, cô lập đến nơi an toàn, báo hiệu canh gác, hướng dẫn các ngầm tràn, nơi bị ngập sâu, sạt lở, chia cắt để đảm bảo an toàn học sinh, người tham gia giao thông, hỗ trợ triển khai biện pháp phòng chống nắng nóng, hạn hán. Về vấn đề hạn hán khu vực này rất là quan trọng. Phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp nước sinh hoạt phục vụ sản xuất. Nội dung tư là hỗ trợ cơ quan chủ quản xử lý kịp thời sự cố đảm bảo an toàn công trình trên địa bàn, nhất là công trình hồ chứa ở khu hạ du, ngăn chặn người dân vớt củi bắt cá trên sông suối khi có lũ. Về nhiệm vụ đặc thù khu vực đồng bằng sông Cửu Long, như đồng chí Vũ Hoàng cũng chia sẻ, đó là điển hình là có về thiệt hại lũ đồng bằng sông Cửu Long rất là quan trọng. Thứ nhất là kiểm tra 4 nhiệm vụ trước thiên tai. Thứ nhất là kiểm tra phương án sơ tán dân, cụm tuyến dân cư, các điểm giao thông giữ trẻ tập trung,
phương án đưa đón học sinh tạm thời trong lũ lớn tại khu vực có nguy cơ ngập sâu sạt lở. Thứ hai là tham gia công tác kiểm tra an toàn tuyến đê như đê biển, đê sông, đê bao, bờ bao, phối hợp chuẩn bị phương án vật tư để tham gia xử lý sự cố các vị trí sung yếu khi ai xảy ra, phổ biến hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp tích trữ nước, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nước khi xảy ra hạn hán, xâm mặn, phổ biến hướng dẫn người dân nhận biết các dấu hiệu và kỹ năng phòng tránh hiện tượng dông lốc sét. Về năm nhiệm vụ trong thiên tai, thứ nhất là tham gia hỗ trợ đưa đón học sinh trong mùa lũ, kiểm tra các điểm trông trẻ tập trung đảm bảo an toàn, tuyên truyền kiểm soát không để trẻ em đi ra khu vực nguy hiểm nhằm hạn chế tối đa tình trạng đuối nước. Thì qua quá trình nắm bắt cũng tại các địa phương thì tôi thấy đánh giá rất cao, nhiều số địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã tổ chức các lớp dạy bơi cho các trẻ em. Tôi thấy đây vấn đề của đánh giá rất cao. Nhưng khi mà các trẻ em hay tiếp xúc vùng nước, chúng ta có trang bị cho các em kỹ năng về phòng bơi nội để phòng khi sự cố xảy ra, thì tôi đánh giá đây là một trong những hoạt động mô hình rất là cần được nhân rộng. Phối hợp hỗ trợ các công tác kiểm tra gia cố các phao tiêu biển báo, các cây cầu qua kênh rạch, tham gia xử lý các sự cố đê điều, tổ chức lực lượng ứng trực tại các vị trí xung yếu, các bến phà, những khu vực đường bị ngập sâu để cảnh báo, điều tiết hướng dẫn người và phương tiện qua lại chống và trôi trong mùa lũ, hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp ứng phó hạn hán, xâm mặn như là đào ao, giếng, đắp đập tạm để trữ nước ngọt và ngăn mặn, vận chuyển nước ngọt cho nhân dân. Đối với nhiệm vụ đặc thù khu vực đô thị, thì vấn đề đặt ra là tôi thấy ba nhiệm vụ trước thiên tai. Thứ nhất là phối hợp với các cơ quan, đơn vị kiểm tra để gia cố chằng chéo công trình nhà tạm, tháo biển quảng cáo, cắt tỉa cành cây, duy trì hệ thống thông tin liên lạc, tham gia kiện công tác di rời dân cư khi có xuất hiện tình trạng nguy hiểm để đảm bảo an toàn khi thiên tai xảy ra. Thì các đồng chí là biết là các đợt thiên tai thì ở khu vực đô thị hay xảy ra như là cây đổ, mái tôn bay, những người mà đi tham gia giao thông ở khu vực đường rất là nguy hiểm. Như tôi ở đây ở khu vực Hà Nội thì do có cái kỹ năng về phòng chống thiên tai tốt nên vấn đề là mình tự trang bị với kỹ năng của mình tuyên truyền để người dân là khi mà có mưa dông bão gió to thì nên đừng hạn chế là ra ngoài lưu thông. Rất là nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra khi mà cây đổ như là mái tôn từ nhà cao tầng rơi xuống. Hướng dẫn là đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông tại các đoạn đường thường xuyên ngập sâu, khắc phục cảnh báo các vị trí như mất hô ga, mất nắp miệng thu nước, hỏng lưới chắn rác. Cái vấn đề này tôi thấy là cũng qua quá trình theo dõi cũng nhiều trường hợp là rơi xuống hô ga, thế là rất là thương tâm. Tuy cái vấn đề nhỏ nhưng nó khi mà xảy ra nó thành vấn đề lớn. Tiếp theo là hỗ trợ các cơ quan đơn vị liên quan khi khơi thông cống rãnh, hệ thống thoát nước. Về ba nhiệm vụ trong thiên tai đối với khu vực này, nhất là phối hợp với cơ quan đơn vị điều tiết phân luồng giao thông, hỗ trợ người và phương tiện giao thông khi xảy ra sự cố. Hai là tham gia hỗ trợ các cơ quan đơn vị ứng trực tại các vị trí xung yếu, đặc biệt là đối với các vị trí cống thoát nước không có tấm lưới chắn rác, hố ga không có nắp hoặc bị hư hỏng. Tiếp theo là thu dọn cành cây biển hiệu bị gãy đổ, đất đá khu vực cả trên đường đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Về chúng tôi xin phép đi vào chi tiết về cái tổ chức của đội xung kích. Thứ nhất về cơ cấu của đội xung kích là đội xung kích làm việc theo chế độ kiêm nhiệm với nòng cốt là lực lượng dân quân tự vệ và tham gia của các thành viên từ cơ quan tổ chức chính trị xã hội như là công an, dân phòng, tổ chức đoàn, đoàn thanh niên. Để các đồng chí biết là đoàn thanh niên một trong những trụ cột quan trọng trong với đối với lực lượng xung kích của trong cơ xã. Thì thứ nhất là gồm có đội trưởng, đội phó và đội viên. Thứ nhất là đội trưởng thì do chỉ huy trưởng ban chỉ huy phòng chống tai quân sự, phó trưởng ban chỉ huy xã kiêm nhiệm. Đội phó thì là do chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã, phó trưởng công an xã và bí thư đoàn thanh niên xã kiêm nhiệm. Và các đội viên thì là gồm các thành phần như trên. Về tổ chức của đội xung kích phòng chống thiên tai, thứ nhất là đội xung kích có các tổ và nhóm chuyên môn, cụ thể là do chủ tịch ủy ban xã quyết định. Thứ nhất là tổ xung kích được thành lập ở các thôn, bản, khu dân cư, tổ trưởng do thôn đội trưởng hoặc trưởng thôn, bản kiêm nhiệm. Về nhóm chuyên môn, các nhóm chuyên môn gồm thông tin liên lạc, hậu cần, y tế, an ninh trật tự, thống kê thiệt hại, xác định nhu cầu cứu trợ. Trưởng các nhóm do công chức phụ trách lĩnh vực, lãnh đạo công an xã hoặc lãnh đạo các tổ chức đoàn thể kiêm nhiệm.
Ví dụ đây cái cơ cấu về cái lực lượng xung kích, thứ nhất là dân quân tự vệ là nòng cốt, công an xã, dân phòng, phường trấn, hội chữ thập đỏ, đoàn thanh niên, đây chúng ta là thành phần quan trọng trong cái mô hình đội xung kích này. Và người ta còn có công chức của xã. Về sơ đồ cái tổ chức thì các đồng chí nhìn đây là gồm có thứ nhất đội trưởng, ba đội phó, đội viên và tổ chức nhóm xung kích. Chúng ta hình dung rất là cái chi tiết mà cũng logic. Ngoài ra trong ba đội phó đó thì có một đội phó cực kỳ quan trọng, đó là bí thư đoàn thanh niên. Đây là lực lượng của chúng ta. Qua quá trình theo dõi đánh giá cũng như là chúng tôi ban hành trong cái quyết định số 08 ngày 27 tháng 3 năm 2020, chúng tôi rà soát tổng thể các khu vực trên cả nước, thì chúng tôi đã đưa ra một cái con số gọi là tham khảo để các địa phương triển khai trong việc kiện toàn nâng cao cái lực lượng xung kích của chúng ta. Trong đó thì đối với khu vực miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ thì là trung bình thì với lực lượng xung kích của chúng ta tiếp cận cấp xã thì khoảng 90 người là phù hợp. Trong đó thì đoàn thanh niên của mình là có 7 người. Còn tối thiểu thì là khoảng 60 người. Đối với đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ thì là trung bình thì cần lực lượng xung kích là khoảng 110 người, tối thiểu là 70 người. Vùng ven biển và hải đảo thì là trung bình là khoảng 100 người là phù hợp đối với lực lượng xung kích. Tối thiểu là khoảng 70 người. Đối với vùng Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ thì là khoảng 100 người. Tối thiểu là 60 người. Đồng bằng sông Cửu Long thì trung bình là khoảng 110 người, tối thiểu là 80 người. Và khu vực đô thị thì là khu vực là tập trung nhiều cư dân thì trung bình là khoảng 130 người và tối thiểu là 110 người. Đây chúng ta xem cái phần thành phần của đoàn thanh niên của mình, một trong thành lực lượng quan trọng và số lượng rất là lớn. Về chế độ làm việc của đối với lực lượng xung kích, làm việc xung kích mình là làm việc chế độ kiêm nhiệm, đội trưởng phụ trách chung điều hành hoạt động của đội, chịu trách nhiệm trước chủ tịch ủy ban nhân xã và trước pháp luật về hoạt động của đội trong phạm vi nhiệm vụ được giao. Các đội phó, các phó đội trưởng giúp đội trưởng tổ chức chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của đội theo sự phân công của đội trưởng, chịu trách nhiệm trước đội trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Các tổ nhóm trưởng có trách nhiệm là trực tiếp tổ chức chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi quyền hạn của tổ, chịu trách nhiệm trước đội trưởng về toàn bộ hoạt động của tổ nhóm. Các đội viên này chịu trách nhiệm trước tổ trưởng về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Thì đội viên khi làm nhiệm vụ được trang bị các công cụ hỗ trợ, phương tiện cần thiết để thực thi nhiệm vụ. Vấn đề là khi mà được trang bị phương tiện này, hỗ trợ vật tư thì bây giờ qua trình giả xét, rà soát thì chúng tôi là cũng thấy là cực kỳ phải cần quan trọng. Cái đề nghị các địa phương cực kỳ nâng cao cái phần này. Về trách nhiệm quyền hạn của đội trưởng thì đây chúng ta công chí xem. Về trách nhiệm của đội phó và phó đội trưởng, đây là của phó đội trưởng ban chỉ huy quân sự kiêm nhiệm. Phó đội trưởng do phó trưởng ban công an xã kiêm nhiệm về nhiệm vụ này. Về trách nhiệm của phó đội trưởng do bí thư đoàn thanh niên kiêm nhiệm gồm 5 nhiệm vụ chính. Thứ nhất là thông tin tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức, kỹ năng và trách nhiệm của nhân dân trong phòng chống tang. Thứ hai là hướng dẫn hộ gia đình cá nhân chuẩn bị vật dụng nhu yếu phẩm thiết yếu đảm bảo an toàn cho đời sống và sinh hoạt khi thiên tai xảy ra. Thứ ba là công tác hậu cần cung cấp lương thực thực phẩm, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm thiết yếu. Thứ tư là công tác tổ chức cứu chữa người bị thương, vệ sinh môi trường để phòng dịch bệnh. Cái này, nhiệm vụ này thì tôi thấy là qua quá trình đánh giá là chỗ đoàn thanh niên mình tham gia một lượng tham gia rất là tốt, thực hiện các nhiệm vụ khác là do đội trưởng giao. Về trách nhiệm các tổ nhóm trưởng thì các tổ nhóm trưởng có trách nhiệm trực tiếp tổ chức chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phạm vi quyền hạn của tổ, chịu trách nhiệm trước đội trưởng về toàn bộ hoạt động của tổ nhóm. Trách nhiệm của các đội viên thì gồm 3 nhiệm vụ chính: thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo và đội trưởng tổ nhóm phân công, chịu trách nhiệm trước tổ trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, tích cực học tập rèn luyện đảm bảo sức khỏe, chịu đựng khó khăn gian khổ, thông thạo địa bàn, có kiến thức kỹ năng thực thi nhiệm vụ được giao, có ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác. Vấn đề là tự giác thì tôi thấy cũng cần được phát huy hơn nữa. Ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần phục vụ và lòng dũng cảm khi làm nhiệm vụ. Chúng tôi quan niệm là với lực lượng thiên tai của Trung ương, chúng tôi quan niệm là tinh thần phụng sự nhân dân. Và tôi cũng rất mong là cái tinh thần phụng sự nhân dân sẽ được lan tỏa rộng rãi trong công tác đoàn thanh niên chúng ta, đặc biệt là các đồng chí ở cơ sở. Tôi đánh giá là khi mà nhiệm vụ phòng chống tai của Trung ương chúng tôi được thành công,
thì cũng đóng góp rất lớn, có phần công sức rất lớn của các đồng chí tại tuyến cơ sở. Về mối quan hệ công tác thì đối với ủy ban nhân dân, ban chỉ huy xã thì giúp ủy ban nhân dân, ban chỉ huy xã, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, trưởng ban công xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng chống tai trên địa bàn. Đối với các lực lượng vũ trang trên địa bàn thì là mối quan hệ phối hợp dưới sự chỉ huy cơ quan quân sự và ban chỉ huy các cấp tại địa phương. Đối với các lực lượng cấp trên được điều động khi chi viện khi đối với trên địa bàn chúng ta khi có tình huống là chúng ta cần phải phối hợp hỗ trợ tham gia thực hiện nhiệm vụ ứng phó khắc phục thiên tai theo sự phân công chỉ đạo của người phụ trách lực lượng cấp trên và trưởng ban chỉ huy xã khi có lực lượng cấp trên được điều động chi viện làm nhiệm vụ ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương. Nơi làm việc của đội xung kích thì là được đặt tại trụ sở ban xã, các tổ nhóm xung kích sử dụng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, văn phòng của cơ quan chuyên môn làm nơi thường trực làm việc. Ủy ban nhân dân và ban chỉ huy xã bố trí phòng trực và đảm bảo lực lượng hậu cần cho lực lượng xung kích, vì là huy động ứng trực khi có tình huống thiên tai xảy ra. Phù hiệu của đội xung kích thì là phù hiệu của thành viên đội xung kích hiện nay là một băng đỏ rộng 10 cm có ký hiệu phòng chống thiên tai màu vàng, được đeo khuỷu tay bên trái chữ PCT trong cái giống cái logo của phòng chống thiên tai chúng tôi vừa mới cung cấp cho đồng chí trong cái app ấy, là có PCT hướng dẫn hướng ra ngoài. Về trang thiết bị của đội xung kích phòng chống thiên tai trên xã thì tùy theo địa phương quy định cụ thể và có phương án trang bị cho phù hợp. Thì qua quá trình giả soát thống kê chúng tôi có đề xuất là 31 cái trang bị cần thiết cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai. Đây các đồng chí xem. Về chế độ chính sách đối với lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã, như các đồng chí cũng biết là chúng ta là tinh thần phục sự nhân dân, chúng ta phòng chống thiên tai. Tuy nhiên khi vấn đề xảy ra thì chúng ta cũng đang có cái quyền lợi đảm bảo của chúng ta. Thì đứng trước cái thực trạng về cái nguồn nhân lực cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã ngày xưa gần như không có, thì ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai, đặc biệt là tổng cục phòng chống thiên tai đã đề xuất một số cái nội dung sửa đổi trong cái nghị định số 6 năm 2021 ngày 6 tháng 7 của Chính phủ, thì có quy định thứ nhất là điều 33 về chế độ tiền công đối với người tham gia lực lượng xung kích được huy động tập huấn luyện diễn tập và làm vụ phòng chống thiên tai. Thứ nhất là về người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian huy động làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai tham gia tập huấn luyện diễn tập được hưởng trợ cấp ngày công lao động như sau. Đối với người được huy động tập huấn luyện diễn tập ở mức trợ cấp theo ngày được huy động không thấp hơn 59.600 đồng. Đối với người được huy động làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai ở mức trợ cấp ngày công lao động mỗi người không thấp hơn là 119.200 đồng. Nếu huấn luyện diễn tập và làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai vào ban đêm từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau được tính gấp đôi mức trợ cấp theo quy định này. Khi tập trung huấn luyện diễn tập làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai tại các nơi xa dân cư cư trú không có điều kiện đi về hàng ngày thì được bố trí nơi ăn nghỉ, hỗ trợ phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tàu xe một lần và đi về như cán bộ công chức cấp xã, được hỗ trợ tiền ăn theo mức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn là 57.000 đồng. Cấp nào huy động thì cấp đó để đảm bảo về việc chi trả. Đây điều 33 quy định rất chi tiết trong nghị định số 6. Về tiếp theo là người được hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian được huy động tập huấn luyện diễn tập làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai theo quyết định của cấp có thẩm quyền được cơ quan tổ chức ở nơi người đó làm việc chi trả nguyên lương, các khoản phúc lợi, phụ cấp đi đường và tiền tàu xe. Về trường hợp người lao động được hợp đồng trong thời gian tham gia tập huấn luyện diễn tập làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động và được hưởng ở chế độ tiền lương phụ cấp theo quy định. Chi phí các khoản nói trên được tính vào ngân sách và chi hoạt động thường xuyên của cơ quan đơn vị. Về cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ công an xã được huy động huấn luyện diễn tập làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai theo quy định của cấp thẩm quyền được hưởng theo chế độ theo quy định của pháp luật. Tiếp theo điều 34 là chế độ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn, trợ cấp tiền tuất đối với trường hợp tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Thứ nhất là điều kiện được hưởng người tham gia lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã bị ốm, đau, bị tai nạn, bị thương, bị chết trong thời gian thực hiện nhiệm vụ các nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tham gia huấn luyện diễn tập phòng chống thiên tai và các nhiệm vụ khác theo sự điều động của cấp thẩm quyền. Trường hợp bị ốm, bị tai nạn, bị chết do cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân, sử dụng các chất kích thích, chất ma túy, chất kinh nghiệm thì không được hưởng theo chế độ theo quy định tại khoản 2 điều này. Chế độ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn, trợ cấp tiền tuất cho người tham gia lực lượng xung kích phòng chống thiên tai thuộc
đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được hưởng chế độ về đau ốm, tai nạn lao động, tử tuất theo quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thời gian tính từ khi được huy động bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ đến khi hoàn thành về nơi cư trú, hoặc từ khi được huy động bắt đầu đi thực hiện nhiệm vụ đến khi tai nạn hoặc mất. Về điều 35 thì là chế độ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn, trợ cấp tiền tuất đối với trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Về điều kiện được hưởng thì người tham gia lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã bị ốm, đau, bị tai nạn, bị thương, bị chết trong thời gian thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tham gia huấn luyện diễn tập phòng chống thiên tai và các nhiệm vụ khác theo sự điều động cấp theo thẩm quyền. Trường hợp bị ốm, bị tai nạn, bị chết do cố ý tự hủy hoại sức khỏe bản thân, sử dụng các chất kích thích, chất ma túy, chất nghiện không thì không được hưởng theo chế độ. Về mức hưởng cho người tham gia lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã không tham gia bảo hiểm y tế nếu bị ốm, đau, bị tai nạn và bị thương thì chi phí khám bệnh, chữa bệnh, mức hưởng bảo hiểm y tế cho hạ sĩ quan, binh sĩ, quân đội, nhân dân Việt Nam đang tại ngũ trong thời gian điều trị nội trú được bảo đảm tiền ăn, bệnh lý. Trường hợp người tham gia lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã đang điều trị nội trú nhưng hết thời gian làm nhiệm vụ thì được thanh toán chi phí khám chữa bệnh và tiền ăn, bệnh lý nhưng tối đa không quá 15 ngày. Nếu hết 15 ngày thì vẫn chưa ổn định thì điều trị đến khi ổn định và được thanh toán 100% tiền khám chữa bệnh. Về mức hưởng cho người tham gia lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã không tham gia bảo hiểm xã hội nếu bị tai nạn hoặc mất. Ở trường hợp tai nạn thì trong thời gian điều trị tai nạn, trị tai nạn được hưởng như quy định tại khoản 2 điều này, kể cả trường hợp vết thương tái phát cho đến khi xuất viện. Trường hợp tai nạn làm suy giảm khả năng lao động 5% thì được hưởng là 7.400.000 đồng. Sau đó cứ suy giảm 1% thì được hưởng thêm là 745.000. Về tiền trợ cấp, tiền tuất, trường hợp bị chết tai nạn dẫn đến chết thì thân nhân được trợ cấp tiền tuất là bằng 53.640.000 đồng. Tuy vẫn số tiền này cũng các đồng chí cũng nên. Hai là người lo mai táng được nhận tiền mai táng thì được hưởng là 14.900.000. Trường hợp bị ốm đau dẫn đến chết, thân nhân được cứu trợ tiền tuất thì là được khoảng 7.750.000 đồng. Người lo mai táng thì nhận tiền mai táng phí khoảng là 14.900.000. Tất nhiên chúng tôi cũng không mong muốn cái trường hợp này xảy ra, nhưng khi mà giả dụ mà chúng ta có bị ốm đau bệnh tật thì khi chúng ta triển khai nhiệm vụ thì chúng ta cần lưu ý để đảm bảo cái quyền lợi của mình. Khi mà chúng ta bị thương trong quá trình triển khai nhiệm vụ thì đây cũng là quyền lợi của chúng ta, cũng là quyền lợi của người thân chúng ta. Về trình tự thủ tục đấy, các đồng chí xem trong điều 35 quy định rất là chi tiết. Trong điều 35 chúng tôi nhé, cũng có tài liệu tôi được cấp đồng chí cũng rất là chi tiết trong điều 35 về chế độ khám chữa bệnh. Về điều 36 là các chế độ khác là lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã được khi bị thương hoặc hy sinh khi làm nhiệm vụ được hưởng chế độ chính sách như thương binh, bị chết được công nhận như liệt sĩ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng. Thứ hai, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã được bố trí trang thiết bị nơi làm việc theo tiêu chuẩn định mức quy định tại phụ lục 4 ban hành kèm theo nghị định số 66 trang thiết bị nơi làm việc của lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã do chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã quyết định. Thứ ba, theo là lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã được trang bị các trang bị thiết bị phục vụ được quy định tại phụ lục 5 trong nghị định số 66 ban hành kèm theo nghị định số 66 này. Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã sử dụng trang phục khi làm nhiệm vụ. Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã là đối tượng ưu tiên khi xin việc làm. Cái này chúng ta cần. Về điều 37 nguồn kinh phí. Ủy ban nhân dân các cấp đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ chính sách cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã từ ngân sách nhà nước, quỹ phòng chống thiên tai và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Về tổ chức thực hiện thì là thứ nhất là gồm ba cái trụ cột chính, thứ nhất ủy ban nhân dân, ban chỉ huy cấp huyện, thứ hai là ủy ban nhân dân cấp xã, thứ ba là ban chỉ huy phòng chống thiên tai cấp xã. Các đồng chí xem cũng rất quy định rất chi tiết cụ thể với từng cái trụ cột cần phải thực hiện những cái nhiệm vụ gì. Ở trên đây là báo cáo của tôi, rất mong được các đồng chí tiếp thu cũng như là chia sẻ nhân rộng các mô hình lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã, đặc biệt là lực lượng đoàn thanh niên tại cơ sở, giúp
chúng tôi hy vọng là đây là lực lượng tuyến đầu quan trọng góp phần đạt hiệu quả công tác phòng chống thiên tai tại địa phương cũng như là trên toàn quốc. Xin cảm ơn đồng chí. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Dương Đức Mỹ, chuyên gia phòng chống thiên tai, Tổng cục phòng chống thiên tai của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, và các đoàn viên thanh niên, các đội thanh niên xung kích phòng chống thiên tai tại địa phương. Các bạn nào mà có các câu hỏi và có góp ý cho tập huấn thiên tai thì tôi có post link ở Zalo và Facebook lên link livestream này và trên các nhóm ban phong trào toàn quốc. Các bạn có thể tham gia vào nhóm và đặt câu hỏi và góp ý. Thì tôi xem đến bây giờ đã có câu hỏi nào, thì sau đấy thì các chuyên gia trong giờ chiều hoặc là sau đấy sẽ gửi lại các đáp án cho các bạn. Tôi kiểm tra xem. Kính thưa các quý vị đại biểu, các đồng chí, chương trình hội nghị trực tuyến tập huấn kiến thức cho cán bộ đoàn chủ chốt các cấp, các đội thanh niên tình nguyện xung kích phòng chống thiên tai trên toàn quốc buổi sáng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí đã quan tâm theo dõi hội nghị. Buổi chiều hội nghị tập huấn sẽ được bắt đầu vào lúc 2 giờ với các nội dung sau. Chuyên đề 3, công tác phổ biến tuyên truyền phòng chống thiên tai. Và chuyên đề số 4 là hướng dẫn các hộ gia đình phòng chống thiên tai. Và thêm một thì nữa là các đơn vị nào mà chưa điểm danh và chưa đăng ký được thì các bạn báo lại để cho các đơn vị điểm danh. Và đến đầu giờ chiều thì chúng ta cũng sẽ điểm danh tiếp, và trong đến sau khi các báo cáo viên báo cáo xong hai chuyên đề cuối thì chúng ta sẽ có làm một bài kiểm tra, và bài kiểm tra này thì sẽ trao giải thưởng 10 giải thưởng cho các đơn vị và các đồng chí nào có đạt điểm cao nhất. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí và hẹn gặp lại vào lúc 2 giờ.